Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 47. Đúng rồi điện chủ, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như gặp phải một cái bốn chữ người, nhất định phải cẩn thận. Lời nói rơi xuống, Diệp Cẩm Minh chính là tiêu tản ra, dung nhập vào nước biển bên trong, phảng phất từ không xuất hiện qua. Bốn chữ người. Diệp Thần nhíu mày một cái, trước mắt mà nói, hắn không đụng gặp qua loại người này. Nhưng là cái này cái cảnh cáo Diệp Thần đặt ở trong lòng. Gia tộc này nhìn thấu thiên cơ, đi tới bước này, nếu như một cái khâu bỏ qua một chút, chính là tan rã. Không thể không tin. Điện chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Thiên nói. Thực lực mạnh mẽ, để cho hắn tràn đầy lòng tin, thậm chí luôn miệng âm đều là tăng cao mấy phần. Diệp Thần gật đầu một cái, chân khí vần quanh ở dưới chân, ngay tức thì hướng mặt nước đi. Cùng lúc đó, vùng biển chi bờ. Mười mấy vị người mặc khôi giáp cục trừng phạt chiến sĩ bày trận mà đợi. Hạng Anh Kiệt hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vùng biển. Những người đó đi đáy biển làm gì? Hắn hỏi thủ hạ bên người. Nhưng là thủ hạ kia nhưng là lắc đầu một cái, cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì, tiểu nhân không biết, cái này vùng biển coi như hung hiểm, nếu như đi sâu vào, tất nhiên có vật gì hấp dẫn. Hạng Anh Kiệt chau mày, không biết ở sâu tư cái gì, mấy giây sau đó, mới nói, được rồi, chờ hai tên này đi lên rồi hãy nói. Ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh hỏa tốc tới. Hạng Anh Kiệt thấy cầm đầu cái đó vội vàng người đàn ông, xoay người, cười nói, là cái gì gió, cầm tư đổ ra đại công tử cạo tới. Cái này vùng biển có thể không việc gì phong cảnh nha. Hắn nhưng mà biết cái này tư đổ ra công tử lai lịch. Tên là Tư Đồ Phong, hư vương cảnh tầng thứ 6. Có một ít lá bài tẩy, vừa vặn bước vào thương khung bảng thứ nhất 000 tên. Cố nhiên không tệ, nhưng là ở trong vòng nhưng là bị gọi là treo đuôi xe. Dẫu sao là thương khung bảng cuối cùng một người. Tư Đồ Phong đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ cũng là vì Diệp Thần tới. Tư Đồ Phong thấy Hạng Anh Kiệt, con người hơi co lại, lạnh lùng nói, Hạng Anh Kiệt. Vậy Diệp Thần nhưng mà ở chỗ này. Ngươi tin tức ngược lại là linh thông, nhưng mà nơi đây đã bị ta cục trừng phạt bao vây, cái này Diệp Thần cũng là Mạc gia toàn quyền muốn ta tập nã, ngươi hiện ở xuất hiện ở nơi này sợ rằng không tốt sao. Hạng Anh Kiệt giọng bất thiện nói. Tư Đồ Phong cười nhạt liền liền, buồn cười. Cái này Lâm Hải Thành lúc nào thành ngươi cục trừng phạt địa bàn. Mạc tiểu thư nếu muốn thằng nhóc kia, tại sao ta lại không thể ra tay? Nếu vậy Diệp gia đồ, còn không có tung tích, ta cũng chỉ có thể từ nơi này kêu Diệp Thần tiểu xúc sinh lên ra tay. Ta còn mẹ nó nhưng mà nghe nói, thằng nhóc này lớn gan ngông là, lại dám thả Mạc tiểu thư chim bồ câu. Thật là tìm chết mệnh. Hạng Anh Kiệt cũng không để ý, ở hắn xem ra, cái này Tư Đồ Phong muốn ở trên tay mình bắt người, căn bản không có thể. Thương khung bảng 1000 tên, bắt lại Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên quả thật có thể. Nhưng là hắn có thể không cho phép. Ngay tại hai người lời nói đang lúc, trên mặt nước sóng lớn phun trào. Sóng biển cuộn sạch. Rồi sau đó ngay tức thì xuất hiện hai đạo thân ảnh. Thấy thân ảnh này, đột nhiên có người kinh hô thành tiếng. Thiếu gia, Diệp Thần xuất hiện. Đại nhân, Diệp Thần xuất hiện. Vô số đạo ánh mắt ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên. Tư Đồ Phong khóe miệng đã xuất hiện một đạo nụ cười lạnh như băng, trước tiên trước bước ra một bước, hướng Diệp Thần đi. Hắn so người bất kỳ đều biết, chỉ muốn bắt Diệp Thần, chính là cơ hội. Và Mạc gia thành lập liên lạc, đối với Tư Đồ gia mà nói quá trọng yếu. Mạc gia nắm trong tay tài nguyên tu luyện, lại là thượng cổ gia tộc, trong tay nắm tiến vào chỗ đó chìa khóa. Đừng nói Lâm Hải Thành, toàn bộ Côn Lôn Hư đều phải lấy lòng bọn họ. Huống chi, Mạc gia và thượng cổ gia tộc Hàn gia quan hệ cũng là mật thiết. Một khi và Mạc gia đứng ở cùng trận tuyến trên, liền tương đương với và hai cái thượng cổ gia tộc liên lạc à. Toàn bộ Côn Lôn Hư, còn có so với cái này mua bán lớn hơn giá trị. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đã rơi vào trên bờ. Cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tấn công tới, Diệp Thần diễn cảm cực kỳ cổ quái. Diệp Lăng Thiên cũng là chân mày đông lại một cái, năm ngón tay cầm chuôi kiếm, điện chủ, người tới không tốt. Diệp Thần gật đầu một cái,
sau đó chính là hướng bên ngoài đi. Mà trước mặt Tư Đồ Phong các người, bị hắn coi thành không khí. Ngay tại Diệp Thần bước ra bước thứ 5 thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi rơi xuống, Diệp Thần, ta có để cho ngươi đi sao? Sau đó, năm cường giả chính là chặn lại Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đường đi. Sát ý phóng thích. Diệp Thần bước chân dừng lại, ánh mắt như cũ đưa mắt nhìn phía trước, nói chúng ta thật giống như không nhận biết đi. Không nhận biết, Tư Đồ Phong cười mấy tiếng, dám thả Mạc tiểu thư chim bồ câu, toàn bộ Côn Lôn hư ngươi nhưng mà cái đầu tiên. Nghe phía sau câu nói kia, Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu tới đây. Đáng chết, bởi vì mới vừa rồi Diệp Lăng Thiên sự việc khẩn cấp, lại có thể ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Để cho một cái cô gái chờ đợi, đây chính là thiên đại lỗi à. Huống chi là Lâm Hải Thành Mạc gia tiểu thư. Diệp Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đến lúc đó và Mạc Ninh nói xin lỗi mấy phần. Dẫu sao sự sai lầm này, đúng là hắn. Nhưng là chuyện này và những người này có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ, những người này liền là tới từ Mạc gia? Diệp Thần suy nghĩ một chút liền nói, Mạc tiểu thư bên kia, ta tự nhiên sẽ nói xin lỗi. Hắn mới vừa muốn rời đi, vậy sáu vị cường giả nhưng là rút trường kiếm ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Tiểu súc sinh, ta có để cho ngươi đi rồi chưa? Ta Tư Đồ Phong muốn bắt người, thiên vương lão tử vậy không ngăn được. Tư Đồ Phong lời nói vừa dứt, một đạo hàn quang thoáng qua. Sắc bén quá nhanh, làm hắn kịp phản ứng, nhưng là phát hiện một thanh trường kiếm đang đụng vào hắn cổ. Ngươi nếu dám động điện chủ, ta Diệp Lăng Thiên coi như liều mạng cũng phải chém ngươi đầu lâu. Hắn kinh hãi quay đầu, khi thấy Diệp Lăng Thiên, ngay tức thì thẹn quá thành giận. Lai lịch của người này hắn dĩ nhiên là biết, Diệp ra vậy rời đi Côn Lôn hư ngược lại đi Hoa Hạ rác dưới. Lại vẫn dám ở trước mặt mình dùng kiếm. Sợ rằng tên này liền thánh vương cảnh cũng không có đạt tới đi. Đây quả thực là làm nhục. Ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng Hạng Anh Kiệt đi nhưng là xen vào nói, đường đường thương khung bảng chót hết lại bị một con kiến hôi dùng kiếm uy hiếp. Ta thật là càng ngày càng hoài nghi thương khung bảng hàm kim lượng, Tư Đồ Phong, ngươi tu vi sợ rằng cũng tu luyện tới người phụ nữ trên bụng đi đi. Nghe được câu này, Tư Đồ Phong càng phát ra tức giận. Vậy không do dự, đưa ra năm ngón tay trực tiếp giữ lại Diệp Lăng Thiên kiếm. Cút, một đạo gầm thét xuyên thấu. Kiếm vốn nên bể, nhưng dâu Ria không nhúc nhích. Hắn thậm chí cảm giác mình lực lượng tựa như lâm vào vô tận vực sâu. Làm sao có thể? Diệp Lăng Thiên trong mắt kiên định, để cho ngươi nuôi chó, buông kiếm, bọn họ nếu dám lại chỉ điện chủ, ta bảo đảm, mạng ngươi, ta Diệp Lăng Thiên muốn. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên có tư cách cường thế. Hắn tinh huyết trong cơ thể lực lượng còn chưa biến mất. Trước lúc này, hắn không sợ cái này Tư Đồ Phong. Diệp Thần ngược lại là rất hài lòng bây giờ Diệp Lăng Thiên, hắn nhìn lướt qua chung quanh kiếm, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ tán đi. Chính là cái này tùy ý vung lên. Quỷ dị chuyện xảy ra. Vậy sáu thanh trường kiếm giống như phát như điên vậy, tránh thoát sáu tay của người, đùng đùng, trực tiếp rơi vào Diệp Thần dưới chân. Giống như thần phục. Diệp Thần bây giờ đối với vạn thần kiếm quyết như vậy trong lòng. Vẫy tay bây giờ chính là một đạo kiếm quyết. Kiếm quyết cùng nhau, vạn kiếm thần phục. Trừ cao cấp linh kiếm, căn bản không cách nào ngăn trở. Hành động này ở hắn xem ra quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng là ở mọi người nhìn lại, tựa như gặp quỷ vậy. Sáu người kia gắt gao nhìn chằm chằm tay mình, sau đó vừa nhìn về phía trên đất kiếm. Trợn to tròng mắt. Cái này mẹ hắn tình huống gì? Bọn họ ngưng tụ chân khí. Năm ngón tay một chảo, muốn đem những cái kia kiếm vô căn cứ bắt ở lòng bàn tay. Nhưng phát hiện căn bản không có thể. Vô dụng. Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống, không mang theo một chút cảm tình. Còn nữa, ta không thích người khác ngăn ở ta trước người, đặc biệt không thích. Cách đó không xa Hạng Anh Kiệt thấy một màn này, nụ cười lúc này đọng lại. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Đây là cái gì thuật pháp? Lại có thể điều khiển người khác kiếm. Chưa bao giờ nghe. Hắn lại nhìn về phía Diệp Thần, ít một chút khinh thị, diễn cảm lại là thay đổi cực kỳ nghiêm túc.
thằng nhóc này trên mình tuyệt đối có vấn đề. Tư Đồ Phong bởi vì nghiêng người sang nguyên nhân, cũng không biết phát sinh cái gì, chẳng qua là dư quang quét 6 người một hơi một tí, lửa giận trong lòng càng phát ra cháy, thậm chí không để ý Diệp Lăng Thiên kiếm, gầm hét lên, thật mẹ hắn một đám phế vật, còn chưa động thủ. Ta bị người kiếm đỡ, các ngươi liền kiền khán. 6 người bày mưu đặt kế, cũng không đoái hoài thuận lợi trong không kiếm, đổi quyền thành chảo hướng Diệp Lăng Thiên đi. Bọn họ chắc chắn, Diệp Lăng Thiên không dám đả thương Tư Đồ Phong. Nhiều lắm là dọa một chút bọn họ. Nhưng là bọn họ còn chưa cân nhắc Diệp Lăng Thiên, nhưng là phát hiện Diệp Thần đã chắn trước mặt bọn họ. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, 6 người con ngươi co rúm một cái, trong mắt hung ác. Mặc dù không biết ngươi là làm sao để cho chúng ta kiếm mất đi linh tính, nhưng là chúng ta không cần dùng kiếm, cũng có thể đem các ngươi bắt lại. Dứt lời, một người trong đó lại là một quyền đập đi ra. Từng cơn không bạo, một cổ khí màu trắng lưu chấn động ra, tựa như đổi là một thanh kiếm, xuyên thấu tới. Nháy mắt tức thì, phá vỡ hết thảy, mắt xem màu trắng khí lưu thì phải nện ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giống vậy một quyền đập ra. Bình bình đạm đạm một quyền, nhưng là hàm chứa vô cùng luyện thể lực cùng với máu lực rồng. Sát khí vần quanh nơi cánh tay. Tựa như lau một cái đỏ thấm lúc này đập ra. Bắn tung tóe ra. Nhìn Diệp Thần lực lượng cuộn sạch mở ra, cảm thụ đỏ thấm nơi cuốn lên đợt khí, cái đó xuất thủ ông già lúc này mới ý thức được không đúng. Lại là người luyện thể. Luyện thể tại Lâm Hải Thành không tính là hiếm hoi, Lâm Hải Thành hội đấu giá lại là nhiều lần đấu giá công pháp luyện thể, cái này cũng khiến cho được nơi đây người luyện thể nhiều người hơn. Nhưng là hắn từ không thấy được có người có thể bộc phát ra loại này lực lượng. Trừ mấy vị kia. Suy nghĩ bây giờ, Diệp Thần quả đấm đã chạm tới màu trắng kia khí lưu. Màu trắng khí lưu tại chỗ nổ tung, không cách nào ngăn trở. Rồi sau đó... Diệp Thần một quyền kết kết thật thật và xuất thủ ông già đụng chạm. Ông già nào sẽ nghĩ tới sẽ có một màn này à, lại muốn động thủ đã không còn kịp rồi, toàn bộ thân thể đánh bay ra ngoài. Giữa không trung bên trong lại là khạc ra một ngụm máu tươi, thật sự là quá mức chật vật. Tư Đồ Phong toàn bộ hành trình mắt thấy, hơi ngẩn ra, nhưng là hắn làm sao cho phép dưới tay mình không chịu được như vậy, gầm hét lên, con mẹ nó một đám phế vật. Một cái loại này thực lực phế vật lại vậy không giải quyết được, các ngươi còn lại 5 động thủ à? Một người bị thương, còn lại 5 người chính là ý thức được sự việc nghiêm trọng tính. Rối rít hướng Diệp Thần đi. Giờ khắc này, quyền ảnh đầy trời, linh khí chung quanh cũng là thay đổi nghiêm nghị. Nhưng mà nghiêm nghị thì có ích lợi gì, Diệp Thần xông vào đám người bên trong, ấn đường xông ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm liệu nguyên. Ngay tức thì đem cái này 5 người gói lại. Bất diệt lửa ngọn lửa càng phát ra mạnh mẽ, đốt diệt vạn vật. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những người này lại bị điên cuồng áp chế. Diệp Thần ở trong ngọn lửa tựa như xe ủi đất vậy, trực tiếp nghiền ép xông phá. Đến mức, một mảnh hỗn độn. Làm Diệp Thần đi ra ngọn lửa khu vực, trong ngọn lửa đều là thống khổ rên rỉ. Có người tại chỗ bị bất diệt lửa chiếm đoạt mà chết. Có người nhưng là điên cuồng hướng vùng biển đi. Vốn muốn mượn giúp nước biển tắt ngọn lửa, cũng không biết, bọn họ ngọn lửa trên người tên là bất diệt. Một khi dính, không cách nào tắt. Thống khổ và thét chói tai bên trong, hết thảy rốt cuộc bình tĩnh. Chỉ có một người thanh niên đứng ngạo nghễ, lạnh như băng con người bắn về phía Tư Đồ Phong. Chỉ cần một ánh mắt liền để cho Tư Đồ Phong sợ hết hồn hết vía, sau lưng lạnh cả người. Hắn điên cuồng muốn xông phá Diệp Lăng Thiên kiếm, nhưng phát hiện căn bản là phí công. Không phải lời đồn đãi hai người thực lực như con kiến hôi sao? Cái này mẹ hắn dở trò quỷ gì? Hoàn toàn không hợp à? Diệp Thần từng bước một hướng Tư Đồ Phong đi tới, mỗi một bước đều là cực mạnh cảm giác bị áp bách. Tư Đồ Phong cổ lại là rịn ra một giọt đỏ bừng máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói, ngươi! Ngươi phải làm gì? Ta là Tư Đồ gia người. Ngươi như giết ta, đừng hòng rời đi toàn bộ Lâm Hải Thành. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy tựa như rơm giả cứu mạng ánh mắt nhìn về phía Hạng Anh Kiệt, vội vàng nói, Hạng Anh Kiệt, ngươi đứng làm gì, ngươi thành tựu cục trừng phạt người, còn không nhanh lên đem thằng nhóc này bắt lại à.
Hạng Anh Kiệt cau mày, sự chú ý đều ở đây Diệp Thần trên mình. Hắn phát hiện cái này người thanh niên có chút không nhìn thấu, trên người đối phương lực lượng, quá không tầm thường. Lại là nắm trong tay cuồng bạo ngọn lửa. Hẳn là một cái ngọn lửa thuộc tính người tu luyện. Hắn tự nhiên không thể nào đem Diệp Thần liên tưởng đến Diệp Thí Thiên, bởi vì chính là một loại ngọn lửa và bây giờ thực lực, căn bản không xứng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tư Đồ Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không phải Tư Đồ công tử để cho ta không ra tay sao, ta chẳng qua là làm theo mà thôi. Tư Đồ công tử, không sai đi. Giọng nói vô cùng hắn hài hước. Đây có thể cầm Tư Đồ Phong tức gần chết, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là dưới mắt tình cảnh để cho hắn không thể không thỏa hiệp, chỉ có thể mở miệng nói, Hạng Anh Kiệt, ta buông tha bắt lại Diệp Thần. Xin ngươi hãy ra tay trấn áp thằng nhóc này. Lời nói bây giờ, đều là bực bội. Diệp Thần không thích có phiền toái nữa, trực tiếp ra lệnh, Lăng Thiên, giết. Điện chủ. Cái này thật đơn giản mấy chữ, để cho Tư Đồ Phong sợ gần chết, lại là đối với Hạng Anh Kiệt nói, Hạng Anh Kiệt, van cầu ngươi ra tay. Chỉ cần ngươi ra tay, ta Tư Đồ ra lại nữa và ngươi tranh thủ danh sách kia. Hạng Anh Kiệt khóe miệng phác họa một đạo độ cong, nếu ngươi như yêu cầu này, vậy ta cũng sẽ không trơ mắt xem ngươi chết. Sau đó, hắn động. Thương khung bảng dù là tiến về trước một chỗ, đều có thể là chênh lệch cực lớn. Cái này không liên quan tu vi, mà là chiến lực chân chính. Chớp mắt bây giờ, Hạng Anh Kiệt liền là xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên trước mặt. Năm ngón tay tại chỗ nắm Diệp Lăng Thiên kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, hư vương cảnh lực cùng với còn sót lại máu tươi lực lượng ầm ầm bùng nổ. Mặt đất nứt ra, đợt khí nổ tung. Vốn cho là có thể tránh thoát, nhưng là phát hiện kiếm hắn lại bị gắt gao hàn ở. Hạng Anh Kiệt cười một tiếng, ta Hạng Anh Kiệt muốn hủy đi đồ, không có tồn tại đạo lý. Dĩ nhiên. Vậy bao gồm người. Dứt lời, rắc rắc, một tiếng, Diệp Lăng Thiên kiếm trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời cuồng bạo luyện thể lực đụng đi. Diệp Lăng Thiên chỉ có thể bùng nổ toàn bộ lực lượng đi ngăn cản. Làm hai cổ lực lượng đụng, Diệp Lăng Thiên lại là trực tiếp lui về sau 10 bước không dứt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mắt xem thì phải ngã vào vùng biển, một cái thon dài tay nhưng là đè ở Diệp Lăng Thiên trên bả vai. Chính là Diệp Thần. Điện chủ, thuộc hạ không dùng. Diệp Lăng Thiên nói. Diệp Thần nhưng là vỗ vỗ Diệp Lăng Thiên bả vai, an ủi, người đã rất tốt, lực lượng này ngươi còn không có thói quen, chờ hoàn toàn dung hợp, thực lực còn biết mạnh hơn. Còn nữa, ngươi thua ở trên người người này, rất bình thường. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chằm chằm Hạng Anh Kiệt, trên người hắn luyện thể cảm giác duy trì cực mạnh địch ý. Thậm chí là sợ hãi. Người này tất cả lực lượng hoàn toàn dựa vào thân xác. Diệp Lăng Thiên cảnh giới bây giờ, muốn đánh bại, căn bản không có thể. Hạng Anh Kiệt giãy giụa cổ, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thần, hí ngược nói, Diệp Thần, trước có lão nhân kia đảm bảo ngươi, hôm nay ngươi còn có cái gì dự định? Đắc tội Mạc gia, lão nhân kia coi như đứng ở chỗ này, hắn cũng không có tư cách đảm bảo ngươi. Để cho ta không nghĩ tới là, ngươi lại cũng là người luyện thể. Hơn nữa nhìn dáng dấp hình như là tầng thứ hai ngưng cố kỳ, đặt ở người bình thường trong mắt, vậy coi là một khối cường giả, nhưng là ngươi gặp phải ta. Ta là phách thể kỳ đỉnh cấp, nửa bước hóa cương kỳ. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ, cái gì là tuyệt vọng. Lời nói rơi xuống, Hạng Anh Kiệt ba bước bước ra, ở bước thứ ba thời điểm bay lên không nhảy lên. Ước chừng mười mấy mét cao. Rồi sau đó, một quyền nện xuống. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, hết thảy đều là kiến càng hám cây thôi. Muốn cùng ta chống lại, còn chưa đủ, cho ta bể. Từ trên trời giáng xuống Hạng Anh Kiệt luyện thể lực phóng thích. Quá mức cuồng bạo. Nắm đấm của hắn lại lưu động một đạo màu xanh nhạt khí lưu. Khí lưu tựa như biến dạng không khí, xé rách không gian, đập muốn Diệp Thần. Màu xanh ra trời khí lưu tách thả ra, toàn bộ trên bờ tựa như hóa là một phiến biển khơi. Cơn sóng thần hết sức hướng Diệp Thần vỗ tới. Ung ung. Một khắc sau tiếng nổ nổ tung, thiên địa rúng động. Diệp Thần trong mắt kiên nghị, luyện thể lực bùng nổ, bất diệt lửa quấn quanh ở trong quả đấm.
đồng thời, vận chuyển máu lực rồng. Đập ra ngoài. Một quyền cuộc chiến, hoàn toàn đụng chạm. Phía sau nước biển bỗng nhiên sôi trào, ước chừng mấy chục mét cao. Năng lượng bàng bạc lúc này nổ tung. Một quyền này kinh động thiên địa. Xa xa Tư Đồ Phong thở ra một hơi, ở hắn trong mắt, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù không ưa Hạng Anh Kiệt, nhưng là Hạng Anh Kiệt thực lực không thể nghi ngờ. Hắn không cách nào dung chuyển, người khác càng không cách nào dung chuyển. Chẳng qua là, một quyền này, nhưng là để cho hai người không có tách ra. Càng không có bị thương. Lại vẫn đang kéo dài. Làm sao có thể? Tư Đồ Phong kinh hô thành tiếng, một quyền dưới, lại không chết. Hơn nữa còn bị hắn đối phó. Những cái kia cục trừng phạt cường giả cùng với đám người vây xem ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở toàn bộ Lâm Hải Thành, muốn ngăn cản Hạng Anh Kiệt một quyền người tuổi trẻ, không có mấy người. Nhưng, tuyệt không thể nào là Diệp Thần. Giờ phút này, trong không khí tựa như tràn đầy hai cổ năng lượng. Hai cổ năng lượng tựa như một đầu sư tử đực và hàng dài quấn quanh chung một chỗ. Ai cũng không cách nào nại hà. Hạng Anh Kiệt trong lòng sóng biển ngút trời, hắn có thể cảm giác được Diệp Thần lực lượng. Lại có thể và hắn không phân cao thấp. Cho dù hắn không có thi triển toàn lực, cái này con kiến hôi làm sao có thể và hắn 70% lực lượng như nhau. Hắn không cách nào tiếp nhận. Không do dự nữa, Hạng Anh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, sư tử được bùng nổ, tựa như một đầu hồng hoang cự thú hướng Diệp Thần nuốt đi. Diệp Thần con người hiện lên lạnh, vét sạch đan điền toàn bộ lực lượng tại trên cánh tay. Không sợ chút nào. Nhưng là hắn cuối cùng ở luyện thể thượng xoa liền Hạng Anh Kiệt quá nhiều. Phốc xích, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần cả người lùi lại ba bước. Mà Hạng Anh Kiệt cũng không chịu nổi, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cũng là lui về phía sau hai bước. Trên người quần áo đã nổ nát vụn, lộ ra uyển như bàn thạch bắp thịt. Con người cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được mình ngũ tạng lục phủ, bị chấn động. Đây là hắn từ chưa từng có. Thằng nhóc này kết quả là ai? Vì sao ngưng cốt kỳ thân xác là có thể và hắn phách thể kỳ chống lại? Một chiêu giao phong. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao phong, Diệp Thần không những không có chết, ngược lại cũng để cho Hạng Anh Kiệt bị thương. Đây đối với Hạng Anh Kiệt mà nói, chính là sỉ nhục. Hạng Anh Kiệt trong mắt sát ý cực kỳ nồng nặc, hắn biết Diệp Thần đã trải qua tổn thương, bây giờ chính là nhất cơ hội tốt. Tiểu súc sinh, ngươi rất tốt, nhưng là ngươi không gánh nổi ta tiếp theo một quyền. Dứt lời, Hạng Anh Kiệt quanh thân sát khí ngút trời, trong quả đấm lưu chuyển tinh thần ánh sáng, tựa như một đầu tinh thần cự thú, tan vỡ ngân hà, hướng Diệp Thần chạy như điên. Một quyền này, là hắn 100% lực lượng, coi như Diệp Thần thân xác để cho ý hắn bên ngoài, cũng không cách nào chống lại. Vì để ngừa vạn nhất, Hạng Anh Kiệt lại là bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi cháy, trên người khí thế càng phát ra đáng sợ. Đây là hơn năm qua, lần đầu tiên có người để cho hắn ép đến như vậy trạng thái. Hắn mặt mũi dữ tợn, tựa như thị huyết hung thú. Mà giờ khắc này Diệp Thần có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng ở chấn động, vậy ra quyền cánh tay thậm chí có chút tê liệt. Nếu như lại dùng luyện thể lực, hắn tất nhiên thua thiệt. Hắn ánh mắt rơi vào luân hồi mộ địa trong cắm cửu u thí thiên thương. Vừa vặn, hắn muốn thử một chút cửu u thí thiên thương và phá thiên tam tuyệt thương kỹ kết hợp, kết quả là dạng gì lực lượng. Cố nhiên không biết, nhưng là đủ để hủy đi cái này Hạng Anh Kiệt thân xác. Diệp Thần không có chút nào lùi bước, một bước bước ra. Vừa định sử dụng cửu u thí thiên thương, dừng tay. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang khắp toàn trường. Sau đó, một đạo xinh đẹp ảnh nhưng là chậm rãi rơi xuống. Lại là ngăn ở trước người của hắn. Nhàn nhạt thơm mát tràn ngập, đây là thiếu nữ cố hữu mùi thơm cơ thể. Hình bóng thướt tha, eo ếch và cái mông tỷ lệ quá mức hoàn mỹ. Cả người váy đầm dài, tiên khí bức người. Mạc Ninh. Mạc Ninh xuất hiện ngay tức thì để cho trong không khí khí sơ sắc tiêu điều biến mất hầu như không còn. Chỉ gặp Mạc Ninh ngón tay nhỏ nhắn vung lên, một đạo kim sắc hình tròn bình phong che chở chính là chắn trước người. Phía trên có chữ viết cổ xưa không ngừng lưu chuyển. Hạng Anh Kiệt một quyền đập vào màu vàng bình phong che chở trên,
bình phong che chở không chỉ không có sụp đổ, lại phản xạ ra một đạo lực lượng. Trực tiếp nện ở Hạng Anh Kiệt trên mình. Hạng Anh Kiệt căn bản không nghĩ tới Mạc Ninh lại đột nhiên lao ra cứu Diệp Thần. Cường đại lực lượng đã không cách nào bóp chỉ, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người của hắn yếu ớt đến mức tận cùng. Thân thể lại là suýt nữa ngã xuống đất. Thời khắc mấu chốt, hắn rút ra bên hông kiếm rộng, trực tiếp cắm trên mặt đất. Kịch liệt ngọn lửa lóe lên, một đạo vết kiếm sâu, để cho hắn miễn cưỡng dừng lại. Đám người thấy một màn này, đột nhiên có người thét to, đây là Mạc gia càn khôn nghịch chuyển. Mạc tiểu thư lại thi triển càn khôn nghịch chuyển thuật. Không đúng à, tập nã Diệp Thần mệnh lệnh là Mạc gia phát ra, Mạc gia tiểu thư tại sao phải cứu Diệp Thần? Theo lý mà nói, Diệp Thần cây bản không chống đỡ nổi Hạng Anh Kiệt một quyền. Đám người kinh hãi. Liền liền Tư Đồ Phong diễn cảm có chút là hoàn toàn thay đổi, chân thực không hiểu nổi Mạc Ninh ý nghĩa. Cho dù không biết, Tư Đồ Phong cũng là bước nhanh hướng Mạc Ninh đi, khóe môi nhếch lên nụ cười xu nịnh. Mạc gia có hai vị trẻ tuổi đồng lứa, lại là Mạc gia hy vọng. Một vị chính là vậy tuyệt đời luyện thể thiên tài, mọi người tìm Diệp gia trường thương, chính là vì người này. Một vị khác chính là người này muội muội, Mạc Ninh. Lâm Hải Thành vô số người tu luyện, người luyện thể trong mắt không thể đụng chạm tồn tại. Chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Tư Đồ Phong đi tới Mạc Ninh trước mặt, cười nói, Mạc tiểu thư, nửa năm trước, Vân Sơn biệt ly, cuối cùng không gặp mặt nhau nữa, ta là. Lời còn chưa nói hết, Mạc Ninh lãnh đạm vô tình thanh âm vang lên cút. Không khí ngay tức thì đọng lại, Tư Đồ Phong diễn cảm rất khó xem. Hắn không nghĩ tới Mạc Ninh lại trước mặt nhiều người như vậy để cho hắn không xuống đài được. Nhưng là vừa có thể làm sao đâu. Hắn không có quyền lựa chọn. Hắn chỉ có thể cười nói, được rồi. Sau đó, ngoan ngoãn rời đi. Cách đó không xa bị thương Hạng Anh Kiệt đã đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ở hắn trong mắt, hết thảy các thứ này tất cả thuộc về Diệp Thần. Mạc tiểu thư, ngài vì sao ra tay tổn thương ta? Cái này Diệp Thần là ngài Mạc gia yêu cầu ta tập nã. Huống chi thằng nhóc này nhưng mà vũ nhục ngài à. Cho dù trong lòng không bình, Hạng Anh Kiệt hay là hỏi. Mạc Ninh thần sắc bình tĩnh, ngón tay nhỏ nhắn đánh sợi tóc đến nhĩ tế, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Hạng Anh Kiệt, nói, người này đắc tội ta, dĩ nhiên là muốn ta xử trí, ta không muốn cho mượn giúp người khác tay. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thần mệnh là ta. Người hắn, cũng là ta, chỉ có ta có thể giết. Như các ngươi dám động thủ, ta Mạc gia liền quyền khuynh hết thảy, đem các ngươi đả tới các ngươi thế lực sau lưng, nhổ tận gốc. Lời nói lạnh như băng vang vọng, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai cũng không nghĩ ra Mạc tiểu thư lại muốn đảm bảo Diệp Thần, vẫn là ngay trước mặt của mọi người. Từ nay về sau, Diệp Thần mệnh liền thuộc về Mạc Ninh. Chí ít toàn bộ Lâm Hải Thành, không người nào có thể động. Cũng không có tư cách động. Mấu chốt tại sao à? Như vậy con kiến hôi, không chỉ bị Mạc Ninh mời quán trà, nhưng lại lỡ hẹn, bây giờ càng là trở thành Mạc Ninh che chở đối tượng. Chẳng lẽ Mạc gia tiểu thư là vừa ý thằng nhóc này vậy tiểu bạch kiểm cái xác? Hạng Anh Kiệt trong lòng huyết khí dạo dực, quả đấm cầm chặt, vô cùng tức giận. Hắn trong lòng quá mức bực bội, hôm nay không chỉ không có chém chết Diệp Thần, càng làm cho mình bị thương. Không đáng giá. Mấu chốt nữ nhân trước mắt muốn đảm bảo Diệp Thần, ai lại dám động. Trong mắt hắn thoáng qua một tia hung ác và giết hại. Như có một ngày, hắn chấp trưởng thực lực, hắn định để cho cái này Mạc Ninh ở hắn dưới háng hầu hạ. Mà Diệp Thần, hắn muốn từng quyền vỡ cách Diệp Thần thân thể. Mới có thể chậm tách ra vậy ngút trời cơn giận. Mọi người ở đây suy nghĩ muôn vàn lúc đó, một giọng nói nhưng là từ Mạc Ninh sau lưng vang lên. Này, ta thật giống như không đồng ý à? Diệp Thần trong lòng có chút khó chịu, hắn cũng không phải là sợ hãi Hạng Anh Kiệt. Tại sao phải một người phụ nữ đi cứu? Mấu chốt nữ nhân này đơn giản một câu nói, giống như cầm tự mua xuống. Diệp Thần nói tiếng nói, cố nhiên rất nhẹ, nhưng là chính xác không có lầm rơi vào mọi người trong tai. Mọi người khóe miệng co quắp, hận không được lột Diệp Thần cái miệng kia.
Mà Mạc Ninh Hàn Sương vậy trong mắt nhìn lướt qua Diệp Thần, hừ lạnh nói, Diệp Thần, ngươi không có quyền lợi cự tuyệt, bây giờ, ngươi theo ta đi. Ta cần ngươi một cái giải thích, một cái cho ta leo cây giải thích, nếu như ta không hài lòng, ta liền giết ngươi. Nói xong, mấy vị Mạc gia cao thủ chính là vây lại. Một người trong đó lại là đạo nguyên cảnh cường giả. Cố nhiên Mạc Ninh lãnh ngữ, nhưng là ở Diệp Lăng Thiên trong mắt, cái này Mạc gia tiểu thư hiển nhiên là ở cứu bọn họ à. Diệp Lăng Thiên đứng ở Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói, điện chủ, ta cảm giác, vậy Mạc tiểu thư thật giống như cưa ngươi. Diệp Thần, một bên người đàn ông trung niên nghe được câu này, khí không đánh vừa ra tới. Tiểu thư cao như vậy ánh mắt, làm sao có thể đối với các ngươi loại này con kiến hôi sinh ra hứng thú. Hắn bản muốn nói cái gì, nhưng là thấy Mạc Ninh đã hướng bên ngoài đi, liền đối với hai người quát lên, còn không mau đi. Diệp Thần cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, vẫn là đi theo lên. Vừa vặn, muốn gặp được Hàn gia vị kia trải qua thượng cổ hạo kiếp tồn tại, hắn cần phối hợp Mạc gia con đường này. Cái này Mạc Ninh cực kỳ trọng yếu. Còn có một chút, hắn phải làm rõ ràng Mạc Ninh và Mạc Ngưng Nhi giữa liên lạc. Theo lý mà nói, Mạc Ngưng Nhi hẳn là Mạc Ninh tổ tiên. Năm tháng sông dài, huyết mạch làm loãng, căn bản không có thể như vậy giống nhau. Bên trong, nhất định có vấn đề. Ban đầu quán trà, hoàn cảnh yên tĩnh, Mạc gia cường giả coi giữ ở ngoài cửa, không để cho người bất kỳ đến gần. Giờ phút này, bên trong, Mạc Ninh lặng lẽ ngồi xuống, phục vụ viên thận trọng bưng tới một ly bên trong quán tốt nhất trà. Mạc tiểu thư, mời dùng. Sau đó, chính là lui ra. Mà Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên chỉ như vậy đứng. Mạc Ninh uống một hớp trà, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nói chuyện này và ngươi không liên quan, ngươi đi ra ngoài. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, trong không khí bầu không khí quá cổ quái, hắn ước gì đi ra ngoài. Hắn ở chỗ này, thậm chí có chút kỳ đà cản mũi cảm giác. Hắn nhưng mà biết điện chủ số đào hoa, vô cùng có thể cái này Mạc gia tiểu thư vừa ý điện chủ. Chờ Diệp Lăng Thiên sau khi biến mất, Diệp Thần chính là trực tiếp ngồi ở Mạc Ninh bên người, tự mình rót một ly trà. Mạc Ninh ngẩn ra, không vui nói, ta thật giống như không để cho ngươi ngồi đi, ngươi có thể phải biết, bây giờ ngươi ở ta trong mắt và một cổ thi thể không việc gì khác biệt, chỉ cần ta muốn. Diệp Thần uống một hớp trà, phất tay một cái không nhịn được nói, tốt lắm, liền hai người chúng ta người, liền đừng trang bức, ngươi cứu ta, nhất định là có nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải bởi vì ta cho ngươi leo cây sự việc. Mạc Ninh đôi mi thanh tú khều một cái, sai, chuyện này để cho ta rất không thoải mái, ta quả thật muốn giết ngươi. Nhưng là ở giết ngươi trước, ta muốn biết, cái đó mộ huynh ngươi là như thế nào một mắt nhìn ra. Diệp Thần lại là uống một ly trà, sau đó ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Ngũ quan thật cùng Mạc Ngưng Nhi giống nhau như đúc. Thậm chí liền dái tai một viên mụt ruồi, lớn nhỏ, vị trí, vẫn như nhau. Thật muốn nói khác biệt, duy nhất khác biệt, chính là Mạc Ngưng Nhi ấn đường có dấu vết, mà người này không có. Trả lời ta vấn đề, Mạc Ninh bị như vậy đưa mắt nhìn, có chút không thoải mái. Diệp Thần duỗi người. Cười cười nói, nếu như nói ta mộng, ngươi tin không? Không tin. Vậy ngại quá, ta thật là mộng. Diệp Thần tự nhiên không thể nào đem tiểu hoàng sự việc nói ra. Cố nhiên đối với cái này Mạc Ninh có hảo cảm, cũng không đại biểu đối phương có thể biết điều bí mật này. Ngươi! Mạc Ngưng Nhi vỗ lên bàn một cái, ly trà và bình trà đồng loạt vỡ vụn, trà nước ép tràn ra. Sau đó, Mạc Ngưng Nhi đứng lên. Hai tay chống đỡ bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cái vấn đề này, ta có thể không truy cứu. Nhưng là, ngươi phải nói cho ta, ngươi tại sao phải ta Mạc gia công pháp? Diệp Thần nghe được, diễn cảm có cái gì không đúng. Là Mạc Ngưng Nhi cho hắn, nếu quả thật nếu nói, đúng là Mạc gia công pháp. Nhưng là mình và Mạc gia không có bất kỳ liên lạc nào, phải nên làm như thế nào giải thích? Tổng không thể nói. Mình biết Mạc gia tổ tiên đi, thậm chí đối phương vẫn cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Dù là nói ra, Mạc Ninh cũng sẽ không tin. Ngay tại Diệp Thần do dự đang lúc, Mạc Ninh đi tới Diệp Thần bên người, vần quanh một vòng, dò xét mở miệng nói, ở Phúc Trạch chi địa lúc,
ta liền từ trên mình ngươi cảm thấy một loại quen thuộc hơi thở, chỉ sợ sẽ là. Thậm chí trên mình ngươi, cảm giác so ca ca ta đều phải đậm đà, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ta không có ở Lâm Hải Thành gặp qua ngươi? Mạc Ninh Thanh âm hiện lên lạnh, lại là năm ngón tay bắt pháp quyết, trong tay kim quang lóe lên, chữ viết cổ xưa lại là điểm vào Diệp Thần ngực. Ta không thích cùng người khác nói nhảm, ngươi như muốn sống sót, chỉ có nói cho ta thật tình. Cái này màu vàng kim phù ấn có thể không bình thường, đủ để cho ngươi thân thể văng tung tóe, thống khổ không chịu nổi. Đến lúc đó ngươi sẽ cầu ta. Mạc Ninh đối với màu vàng phù văn đặc biệt là tự tin. Nàng vốn đang đối với Diệp Thần có chút hứng thú, nhưng là trước mắt xem ra, Diệp Thần trên mình điểm khả nghi trùng trùng. Thậm chí quan hệ đến toàn bộ Mạc gia. Phải điều tra rõ. Thậm chí, người này ở Phúc Trạch chi địa và nàng gặp nhau, có thể chính là kế hoạch tốt. Loại người này nàng gặp nhiều. Lấy gặp nhau tên, để tới gần mình, muốn theo con đường này cậy thế Mạc gia. Từ Đồ gia, Hạng gia, Từ gia trở các gia tộc đều là như vậy, đây cũng là nàng đối với những người này thái độ cường ngạnh nguyên nhân. Mà hôm nay, như Diệp Thần thật là như vậy, vậy hãy để cho nàng quá thất vọng. Diệp Thần nhìn ngực màu vàng phù văn, không có bất kỳ hốt hoảng. Hắn nhưng mà nắm trong tay linh phù chi đạo. Trước mắt nho nhỏ này phù văn lại coi là cái gì? Lấy tay ra đi, phù văn này đối với ta không uy hiếp gì. Diệp Thần giọng lãnh đạm, sau đó, tay phải chính là bấu vào Mạc Ninh cổ tay trên. Da thịt gần gùi. Mạc Ninh trên mặt xuất hiện một đạo nổi nóng, buông ra. Từ nhỏ đến lớn, tay nàng trừ gia tộc một số người trở ra, ai cũng không có tư cách đụng. Mà người đàn ông này lại như vậy khinh nhờn mình, tội không thể tha thứ. Cổ tay nàng một chuyển, màu vàng kim phù văn chính là hướng Diệp Thần ngực vỗ tới. Màu vàng phù văn lóe lên tia sáng chói mắt, tựa như một cái bi sâu, một khi đâm vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Ninh không muốn giết Diệp Thần, nhưng là đối phương cử động, để cho nàng không có suy tính cơ hội. Mắt xem phù văn muốn biến dạng Diệp Thần nhưng là đánh một cái hưởng chỉ. Phù văn ầm ầm tiêu tán. Mạc Ninh tay trắng lại là nhẹ nhàng đè ở Diệp Thần trên ngực. Mạc Ninh bối rối. Phù văn của mình thuật pháp. Lại thất bại. Cái này Diệp Thần ngược lại là ai? Nàng Mạc gia lấy phù văn thuật pháp đã gần luyện thể thuật pháp đứng ở chỗ bất bại, cố nhiên lánh đời, nhưng là nội tình dư âm. Người bình thường muốn nắm trong tay một cái trong đó, căn bản không có thể. Nhưng là trước mắt Diệp Thần nhưng là tùy tùy tiện tiện nắm giữ hai cái. Điều này có thể để cho Mạc Ninh ổn định. Mạc tiểu thư, như vậy sờ một người đàn ông ngực, cũng không tốt nha. Nghe được Diệp Thần thanh âm ở vang lên bên tai, Mạc Ninh vội vàng thu tay về, hơn nữa lui về phía sau mấy bước cùng Diệp Thần duy trì tuyệt đối an toàn khoảng cách. Diệp Thần, chẳng lẽ trên mình ngươi chảy xuôi Mạc ra máu? Sợ rằng Diệp Thần danh tự này đều là giả đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không dự định tiếp tục nói nhảm, mà là nghiêm túc nói ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mạc Ninh ngẩn ra, do dự mấy giây, vẫn là nặng nề gật đầu nói, dưới mắt. Trừ ta, người bất kỳ cũng không thể tin. Nếu như ta muốn giết ngươi, mới vừa rồi cũng sẽ không hơn này một lần hành động cứu ngươi. Ngươi trên người có một loại cảm giác rất kỳ quái, ở ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta đáy lòng thật giống như xuất hiện một giọng nói, để cho ta nhất định phải cứu ngươi. Diệp Thần con ngươi híp lại, cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta và ngươi Mạc gia có chút sâu xa, nói cách khác, ta biết các ngươi Mạc gia tổ tiên. Diệp Thần sở dĩ nói ra, hoàn toàn là bởi vì luân hồi mộ địa Mạc Ngưng Nhi lại lên tiếng. Chỉ nói mấy chữ mộ chủ yên tâm, cô gái này sẽ không hại ngươi. Mạc Ninh nghe được Diệp Thần mà nói, diễn cảm có chút không đúng, người thứ nói láo này, cầm ta làm 3 tuổi bé gái. Căn cốt mới tới tuổi 20, làm sao có thể biết nàng Mạc gia tổ tiên. Diệp Thần vậy căn bản không xem sống dù sao cũng năm lão yêu quái. Diệp Thần tự nhiên có biện pháp giải thích, trong tay ngưng tụ ra một đạo Phật quang màu vàng. Vạn Phật Kim Cương Quyền trực tiếp đánh ra. Phật quang tràn ngập, dễ như bỡn lực lượng kéo theo toàn bộ bàn, ầm ầm vỡ vụn. Vạn Phật ý ngưng tụ hư ảnh chi quyền tại chỗ xuyên thấu toàn bộ quán trà. Vách tường đến sụp đổ, mặt đất lại là xuất hiện vết rách,
bụi mù cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng đi. Mà giờ khắc này Mạc Ninh Diễn cảm tựa như đọng lại. Cái này vạn Phật Kim Cương quyền, nàng dĩ nhiên biết. Cả gia tộc chỉ có phụ thân và ca ca nắm giữ. Còn như khác Mạc gia người, đều không cách nào tập được, bao gồm nàng. Dẫu sao đây là Chí Dương công pháp. Mà dưới mắt, nàng lại phát hiện cái người thứ ba. Trừ Mạc gia trở ra. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần bùng nổ vạn Phật Kim Cương quyền lại so phụ thân và ca ca còn muốn thuần túy. Dưới mắt, duy nhất giải thích, chính là trên người người này công pháp thật đến từ tổ tiên. Có thể tổ tiên vì sao phải cho một cái người ngoại họ? Ngươi tại sao phải tới Hải Thành? Chẳng lẽ cũng là ta tổ tiên để cho ngươi tới? Ta tổ tiên còn sống? Mạc Ninh một hỏi liên tiếp ba vấn đề. Diệp Thần không nói ra Mạc Ngưng Nhi tung tích, mà chỉ nói cụ thể sự việc ta không tiện nói cho ngươi, nhưng quả thật và ngươi Mạc gia tổ tiên có liên quan, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mạc Ninh suy tư chốc lát, vẫn là lựa chọn tạm thời tin tưởng Diệp Thần, nói, ngươi nói, nếu như không vi phạm ta Mạc gia lợi ích, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi. Dứt lời, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lời nói ra kinh người nói, ta muốn gặp Hàn gia Hàn Mây. Phải gặp. Chuyện này quan hệ đến vậy trăm vị đại năng, khoảng cách máu linh tộc ước định, còn dư lại một năm rưỡi thời gian. Vô luận như thế nào, hắn đều phải gặp một lần người này. Mạc Ninh trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, nếu như Diệp Thần đề ra khác yêu cầu, nàng có thể thật sẽ thỏa mãn Diệp Thần. Nhưng là quan hệ đến Hàn gia, thậm chí quan hệ đến Hàn gia vị kia cực kỳ thần bí tồn tại. Nàng coi như muốn giúp cũng không có tư cách. Diệp Thần, chuyện này ta không giúp được ngươi, Hàn gia cố nhiên và Mạc gia quan hệ không cạn, nhưng là liên quan đến bất kỳ Hàn Mây chuyện, khá hơn nữa quan hệ cũng không có dùng. Huống chi Hàn Mây đã đóng không gặp đời nhiều năm, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tự nhiên không thể nào lúc này buông tha, lại nói, ta chỉ cần các ngươi Mạc gia mang ta đi một chuyến Hàn gia, còn dư lại sự việc, chính ta sẽ nhìn làm. Mạc Ninh mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng có thể cảm giác được Diệp Thần quyết tâm. Nàng cố nhiên không biết Diệp Thần mục đích, nhưng là Hàn Mây cái này hai chữ, quả thật và một vị tổ tiên có liên quan. Chỉ bất quá vị kia tổ tiên rời đi Côn Lôn hư, đi chỗ đó, không có trở về lại. Không biết sống chết, vị tiên tổ này tung tích, Mạc gia vẫn không có buông tha. Chí ít ở không thấy hài cốt trước, vẫn tin tưởng đối phương còn sống. Sẽ không Diệp Thần trong miệng tổ tiên, chính là vị này đi. Nàng không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không hoài nghi. Do dự rất lâu, Mạc Ninh hạ quyết tâm nói, muốn cùng Hàn gia tiếp xúc, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ngươi trước hết và ta đi một chuyến Mạc gia, nếu như ta phụ thân và ca ca không đồng ý, vậy ngươi liền hoàn toàn chặn niệm tưởng đi. Được, Diệp Thần có chút kích động, chí ít chứng minh còn có hy vọng. Mạc Ninh tay thanh tú đánh mở quán trà cửa, lại nói trước minh, ta ca ca và phụ thân, có thể khó đối phó, ta chỉ có thể làm một cái dẫn gặp người, nếu như thất bại, người thậm chí có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Tốt lắm, nói tới chỗ này, người như vẫn là cố ý nơi này, hãy cùng để ta đi. Mạc Ninh giãy giụa vóc người hoàn mỹ, hướng bên ngoài đi, lên một chiếc xe ngựa. Diệp Thần cũng là đi theo lên, nhưng là còn chưa đạp lên xe ngựa. Liền bị vị kia người đàn ông trung niên ngăn lại, to gan, đây là tiểu thư xe ngựa, người đây là phải làm gì? Còn chưa chờ Diệp Thần mở miệng, rèm của xe ngựa phía sau liền vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lão Điền, để cho hắn lên xe, còn nữa, hắn vị kia đồng bạn, vậy an bài một chút thú cưỡi, đi Mạc gia. Người đàn ông trung niên lão Điền toàn bộ thân thể giật mình, hắn là Mạc gia quản gia, một mực bảo vệ tiểu thư an toàn. Như thế đối với năm, hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng tiểu thư. Xe ngựa này, không có khác phái có thể bước lên. Nhưng là hôm nay tiểu thư vì sao hành vi như vậy khác thường. Đầu tiên là không để ý hết thảy cứu Diệp Thần, bây giờ lại là để cho Diệp Thần đạp lên xe ngựa, chẳng lẽ đúng như người khác nói, tiểu thư vừa ý người này. Nhưng thằng nhóc này như thực lực này, có cái gì tư cách cậy thế Mạc gia cao chi? Cố nhiên trong lòng khó chịu, hắn vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, để cho Diệp Thần lên xe. Đồng thời, cho Diệp Lăng Thiên an bài thú cưỡi, hai người đi sóng vai.
Diệp Lăng Thiên nhìn một cái lão điền, mở miệng nói, ta liền nói tiểu thư nhà ngươi đối với điện chủ có ý tứ, còn không tin, điện chủ ở Hoa Hạ nhưng mà có nữ thần máy gặt danh hiệu, phỏng đoán tiểu thư nhà ngươi vậy thất thủ, rất bình thường. Còn nữa, Kỷ Tư Thanh ngươi hẳn biết chứ, ta có thể nghe nói, Kỷ Tư Thanh đối với điện chủ cũng có ý nghĩa, tin tức này không phải bí mật gì, ngươi đi hỏi thăm một chút thì biết. Được rồi, chuyện tình cảm tình, và ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Lão điền nghe được Diệp Lăng Thiên như vậy hời hợt lời nói, tức thiếu chút nữa khạc ra một hớp lão máu. Hoa Hạ nhưng mà hèn mọn chi địa, Côn Lôn hư mạc pháp thời đại, không có linh khí, không cách nào tu luyện. Đến từ như vậy địa phương con kiến hôi tại sao phân phối lên tiểu thư? Mấu chốt sự thật trước mắt càng ngày càng hướng cái phương hướng này phát triển à. Chờ Mạc ra xe ngựa và mọi người rời đi sau đó, hai đạo thân ảnh từ quán trà một bên đi ra. Chính là bị thương hạng Anh Kiệt và Tư Đồ Phong. Hai người quả đấm cầm chặt, nhìn Diệp Thần đạp lên xe ngựa, lửa giận trong lòng cháy. Nếu Mạc Ninh ban bố lệnh truy sát, lại vì sao phải đảm bảo Diệp Thần? Hành động này đơn giản là để cho hắn hai người chúng ta khó chịu. Tư Đồ Phong nhìn ra hạng Anh Kiệt tức giận trong lòng, thanh âm lạnh như băng vang lên, hạng Anh Kiệt, ta cảm thấy, bây giờ ta ngươi hai người hẳn đứng ở chung một chiến tuyến trên. Chuyện hôm nay, người đầu tiêu chính là vậy Diệp Thần, nếu như Diệp Thần leo lên Mạc gia, sau này chúng ta muốn lại giết, căn bản không có thể. Tư Đồ Phong trong con ngươi đều là sát ý. Hạng Anh Kiệt nhìn một cái Tư Đồ Phong, lạnh lùng nói, lấy cái này Diệp Thần luyện thể thực lực, quả thật có khả năng có được Mạc gia xem trọng, nhưng là hắn nếu xúc động ta Hạng Anh Kiệt lợi ích, ta thì nhất định phải để cho hắn chết. Mạc gia cũng không cách nào ngăn trở. Tư Đồ Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Hạng Anh Kiệt, ý ngươi là. Hạng Anh Kiệt toàn thân xương cốt truyền tới đùng đùng thanh âm, sát ý thậm chí ở đỉnh đầu hình thành một đạo sư tử được hư ảnh. Tại Lâm Hải Thành giết chết một người người rất dễ dàng, ta cục trừng phạt nuôi dưỡng một số chết thị, cũng nên sử dụng. Còn nữa, có vài nữ nhân thật lấy là mình ra đời danh môn, liền không chút kiêng kỵ nào, ta cũng nên để cho nàng rõ ràng, Côn Lôn hư quy tắc, không phải quyền lợi. Mà là mạnh hiếp yếu. Tư Đồ Phong, chờ một hồi cùng nhau hưởng thụ vậy Lâm Hải Thành cao cao tại thượng Mạc gia tiểu thư như thế nào? Nàng hẳn vẫn là một cái sổ, nếu là ở chúng ta dưới người vùng vẫy, nhất định rất hưng phấn đi. Tư Đồ Phong nghe được cái này giữ tợn lời nói, hoàn toàn ngây dại. Cái này hạng Anh Kiệt điên rồi phải không? Lại muốn đối với Mạc Ninh ra tay. Nếu như thất bại, vậy thì đại biểu hắn hạng Anh Kiệt phải chịu đựng toàn bộ Mạc gia lửa giận à. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên tai hắn rơi xuống. Nếu ngươi biết ta kế hoạch, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là chính là tham dự vào. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi Tư Đồ gia chắc có mấy vị hư vương cảnh đỉnh cấp, cùng với đạo nguyên cảnh cường giả có thể vận dụng đi. Tư Đồ Phong cả người lạnh như băng, hắn do dự mấy giây. Biết rõ một khi phản bác, sẽ gặp thành là hạng Anh Kiệt dưới kiếm hồn. Hắn không có lựa chọn. Chuyện này nếu như thành công, hắn thậm chí có thể đem cái này cao cao tại thượng nữ thần đè ở dưới người, suy nghĩ một chút vẫn có chút kích thích. Hưng phấn xông lên bất tỉnh hắn đầu óc, nắm đấm của hắn và hạng Anh Kiệt quả đấm đánh vào nhau, được, hôm nay liền con mẹ nó làm nhiều tiền. Ta cũng đã sớm nhẫn nại vậy Mạc Ninh hồi lâu, ta không có được lòng nàng. Chẳng lẽ còn không có được nàng người, ha ha ha. Tiếng cười vang khắp, vang vọng mở. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất, phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Xe ngựa bên trong, Diệp Thần đóng chặt tròng mắt. Rốt cuộc có thời gian đã tới luân hồi mộ địa bên trong. Hắn thời gian đầu tiên liền là tìm được một tiệc áo đỏ Mạc Ngưng Nhi. Mạc Ngưng Nhi đang hấp thu luân hồi mộ địa ở giữa năng lượng. Vốn là yếu ớt cảm giác lại chuyển tốt rất nhiều hơn. Sau đó, Diệp Thần vừa liếc nhìn huyết thất dạ mộ bia, muốn dẫn động, một cổ kháng cự cảm giác tấn công tới. Rất hiển nhiên, hắn coi như là mộ chủ, càng đến phía sau, những thứ này đại năng vượt không chịu quy tắc khống chế. Phải chăng đi ra, đều phải xem ý đối phương. Đột nhiên, Mạc Ngưng Nhi trong mắt mở ra, đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần, mộ chủ, vị kia còn không chịu đi ra. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó liền nói, tên kia không trọng yếu,
ta đây là thật là tò mò, bên ngoài Mạc Ninh và ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào, các ngươi tại sao lại lớn lên như vậy giống nhau, hơn nữa ngươi lúc ấy lúc rời đi, chỉ sợ cũng không có đứa nhỏ đi. Mạc Ngưng Nhi mặt đẹp ửng đỏ, mộ chủ ngược lại là yêu nói đùa, rời đi Côn Lôn hư thời điểm, thậm chí còn bây giờ ta đều là tấm thân xử nữ, làm sao có thể có đứa nhỏ. Vậy bên ngoài Mạc gia tiểu thư Mạc Ninh nên giải thích như thế nào? Mạc Ngưng Nhi con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, mộ chủ có biết thần niệm phân thân? Nghe được câu này, Diệp Thần tim tựa như ngưng đập, chẳng lẽ cái này Mạc Ninh là Mạc Ngưng Nhi một đạo phân thân? Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, quả thật có thể ở thế giới vô biên trong lưu có một đạo phân thân, này phân thân và người bình thường không có gì khác biệt, lại có thể cùng chung trí nhớ và lực lượng. Nhưng là đây chính là những cái kia cao cấp đại năng mới có thể làm được, dù là đế tôn cảnh cũng không có tư cách, phải cao hơn thực lực. Mạc Ngưng Nhi rất mạnh, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như nói nàng có thể ngưng tụ phân thân, đánh chết hắn đều không tin. Mạc Ngưng Nhi phát giác Diệp Thần nghi ngờ, khóe miệng lộ ra một đạo yên nhiên nụ cười, mộ chủ, Ngưng Nhi quả thật không có phân thân năng lực, như vậy Mạc Ninh là ta phân thân, cũng nên biết mộ chủ mới đúng, có thể có phân thân thuật dõi mắt toàn bộ luân hồi mộ địa, cũng chỉ có mấy người mới có thực lực này. Còn như vậy Mạc Ninh, chẳng qua là dung hợp ta còn để lại một giọt máu tươi, Mạc gia lấy nghịch thiên thuật pháp đào tạo một cái phân thân mà thôi. Ta hiểu Mạc gia. Mạc gia vẫn muốn biết huyết linh tộc sau lưng sự việc, càng muốn biết ta tung tích, đào tạo Mạc Ninh chính là mấu chốt, bởi vì toàn bộ thế gian, bước ngang qua không gian và thời gian lãnh vực, chỉ có phân thân có thể cùng bản thể câu thông. Mà đây Mạc Ninh chính là thời cơ, chỉ tiếc, Mạc gia vẫn là thất sách, Mạc Ninh có ta hình và ý, lại không có thần, chỉ có thể coi là nửa phân thân mà thôi. Nghe được như vậy lời bàn, Diệp Thần trong lòng coi như là hoàn toàn kinh hãi. Phân thân cũng có thể dùng thuật pháp hợp thành. Còn nữa, cái này Mạc Ninh kết quả có phải là người hay không? Mạc Ngưng Nhi đọc hiểu Diệp Thần nội tâm tò mò, giải thích, mộ chủ, Mạc gia cái này thuật pháp đến từ hồng hoang mãi mãi, là nghịch thiên thuật, giá phải trả cực lớn, sợ rằng Mạc gia vì cái này cái phân thân, chí ít hao phí trăm vị linh phù sư lực lượng. Còn như cái này Mạc Ninh, nàng và bình thường cô gái không khác, cũng là 10 tháng mang thai xuống. Chỉ bất quá Mạc gia đã sớm tiến hành nào đó can dự mà thôi. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi lại một ít chuyện thời điểm, Mạc Ngưng Nhi con ngươi thay đổi cực kỳ nghiêm túc, nàng nhìn về phía một phương hướng, lạnh lùng nói, mộ chủ, xem ra có người không hy vọng các ngươi đi Mạc gia. Diệp Thần rõ ràng Mạc Ngưng Nhi ý nghĩa, trở về thực tế, nhưng là phát hiện xe ngựa đã dừng lại. Mạc Ninh diễn cảm cực kỳ lạnh như băng. Nàng nhìn một cái mở mắt ra Diệp Thần, phân phó nói, Diệp Thần, ngươi ngồi ở trên xe, nhớ, dù sao cũng không muốn xuống xe, ngươi thực lực nếu như xuống xe, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Mạc Ninh chính là vén rèm lên, đi thẳng ra ngoài. Mà giờ khắc này, bên ngoài xe ngựa, mấy chục người bao quanh. Nghiêm nghị mà khí tức lạnh như băng xuyên thấu toàn trường. Cái này mấy chục người tất cả đều mang quỷ dị mặt nạ. Giữ tợn hết sức. Trên mình dũng động tu vi, đều ở đây hư vương cảnh trên. Thậm chí có mấy người là đạo nguyên cảnh. Mà Mạc Ninh bên này, cũng chỉ có hai vị đạo nguyên cảnh. Lão Niền cùng với một vị ăn mặc quần áo trắng quạt xếp ông già. Diệp Lăng Thiên kiếm trong tay đã rút ra, hắn khống chế thú cưỡi, đến gần điện chủ ngồi xe ngựa. Một khi có người đối với điện chủ động thủ, hắn liền dùng tánh mạng giá phải trả ngăn lại đối phương. Lão Điền ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn những cái kia ngăn trở đường đi mặt nạ cường giả, phẫn nộ quát to gan, các ngươi có biết chúng ta là người phương nào? Nếu như không nhường nữa mở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầm đầu một cái mang mặt nạ người đàn ông, cười lạnh nói, không phải là Mạc gia sao, thật cầm mình làm căn thông. Chúng ta cản chính là các ngươi. Lão Điền sắc mặt kịch biến, rất rõ ràng, trước mắt đám người này đã sớm làm xong dự định. Nơi đây từ thung lũng, khoảng cách Mạc gia và sắp biển trung tâm thành phố đều có chút khoảng cách. Người ở thưa thớt, tuyệt đối là động thủ cơ hội tốt nhất. Hắn nhìn về phía sau lưng tiểu thư, thấp giọng nói, tiểu thư, chờ một hồi một khi mâu thuẫn, ta sẽ là ngươi mở ra một cái đường máu, còn xin lập tức rời đi. Nơi đây khoảng cách Mạc gia đại khái còn có 20 cây số,
chỉ có gọi Mạc ra tiếp viện, mới có cơ hội. Mạc Ninh nhưng là lắc đầu một cái, lão Điền, không đi được, sợ rằng những người này liền là hướng về phía ta tới, mặc dù không biết đối phương thân phận gì, nhưng là có một chút có thể xác định, những người này đều là thứ liều mạng. Dứt lời, Mạc Ninh trong tay xuất hiện một cái tế nhuyễn linh kiếm. Linh kiếm dạo rực ra từng cơn linh khí, nhắm thẳng vào đám kia khách không mời mà đến, ta ngược lại là phải xem ai lớn gan bao thiên như vậy, liền Mạc gia cũng dám chấm mút. Mạc gia mọi người nghe lệnh, cùng nhau mở một đường máu. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Mạc Ngưng Nhi chính là dẫn đầu xông ra ngoài. Nàng mặc dù không có bước vào đạo nguyên cảnh, chẳng qua là hư vương cảnh đỉnh cấp. Nhưng là nếu như mượn Mạc gia một ít thuật pháp, đối mặt đạo nguyên cảnh cường giả, cũng có thể đánh một trận. Gió lạnh gào thét, che phủ thiên địa, đầy trời bụi đất cuốn lên, định trước hôm nay chính là lúc đang nhiều việc. Mạc Ninh quanh thân bị một đạo ánh sáng màu vàng bao gò, trường kiếm tựa như linh xà, vỗ vào một cái trong đó nam mặt nạ người trên mình. Một vị hư vương cảnh cường giả tại chỗ nổ tung, rơi vào tĩnh mịch. Mọi người cái này mới phản ứng được, động thủ, trừ Mạc Ninh trở ra, toàn bộ chém chết. Lời nói rơi xuống, một viên trên cây lớn lại có người rơi xuống, đó là một chuôi kiếm rộng. Làm Mạc Ninh thấy kiếm này, nhất thời kịp phản ứng mặt nạ sau lưng là ai. Cục trừng phạt, hạng anh kiệt. Kiếm ý ngút trời, tựa như một đầu sư tử cuồng từ trên trời hạ xuống. Mạc Ninh thần sắc đột nhiên biến đổi, trước đây nàng mặc dù cản lại hạng anh kiệt chí cường một quyền. Nhưng là hết thảy các thứ này là thành lập ở hạng anh kiệt đem sự chú ý đặt ở Diệp Thần trên mình, mà bây giờ, hạng anh kiệt khí tức trên người tựa như trải qua nào đó lột xác. Tuyệt đối không phải bây giờ nàng có thể dung chuyển. Nghĩ tới đây, Mạc Ninh không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi nện ở trên thân kiếm. Một đạo ánh sáng lóe lên, nàng kiếm trong tay lại trực tiếp tránh thoát cánh tay, bay ra ngoài. Một đạo thực chất vậy ánh sáng, giống như sao rơi phá vỡ thương khung. Một hồi kinh thiên vang lớn dưới, Mạc Ninh kiếm lại trực tiếp bị chém đứt, chia làm hai. Đồng thời, sư tử cuồng tựa như há to mồm, hướng Mạc Ninh cắn nuốt. Không tốt, nàng bóng người vội vàng lui về phía sau. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Lão Điền một kiếm bổ ra hai cái hư vương cảnh cường giả, tay cầm trọng kiếm, đâm rách vậy sư tử cuồng hư ảnh. Hư ảnh ngay tức thì tan giả, nhưng là một vị đạo nguyên cảnh cường giả nhưng là một kiếm rơi xuống, lão Điền sau lưng ngay tức thì xuất hiện một đạo vết kiếm. Tại chỗ hành bay ra ngoài, máu tươi khạc ra. Lão Điền, Mạc Ninh trong lòng cực kỳ tức giận, nàng quét mắt chung quanh, phát hiện nàng người, có thể chiến đấu chỉ còn lại mấy cái. Người còn lại, đã bị chém chết. Tiếp tục như vậy nữa, nàng tất nhiên hạ xuống những người này lòng bàn tay. Nàng không do dự nữa, nhanh chóng bấm mấy cái pháp quyết, cổ tay một chuyển, một tia sáng trắng qua lại ra. Tựa như một đầu liệt diễm phượng hoàng, hướng mấy vị kia rơi vào hiểm cảnh Mạc gia cường giả đi. Biển lửa lan tràn, phượng hót chín tầng trời. Mấy vị nam mặt nạ tử tại chỗ bị ngọn lửa chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, một chuôi kiếm rộng tới, mang theo ngút trời đợt khí, hung hãn đụng vào Mạc Ninh thân thể. Mạc Ninh lui về phía sau mấy bước, huyết khí dâng trào, nàng mới vừa muốn động thủ, nhưng là phát hiện, trên cổ đã để một cái lạnh như băng kiếm. Nàng linh thức khuếch tán ra, nhưng là phát hiện sau lưng nam tử, chính là Tư Đồ Phong. Sắc mặt nàng chợt lạnh, tức giận nói, Tư Đồ Phong, người có biết làm như vậy giá phải trả. Nếu là bị ca ca ta và phụ thân biết, các người Tư Đồ gia lập tức sẽ biến mất ở trên thế giới này. Tư Đồ Phong tròng mắt thoáng qua một tia hèn nhát, nhưng là vừa nghĩ tới, tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn ưỡn ngực, cười lạnh nói, Mạc Ninh, người bất quá là một thúi biểu mà đã, người thật lấy là tất cả mọi người đều vây quanh ngươi chuyển. Nếu như không có Mạc gia, người lại là thứ gì? Người không ngại nhìn chung quanh một chút tình huống. Mạc Ninh con ngươi nhìn lướt qua chung quanh, Mạc gia người toàn quân chết hết. Lão Điền cùng với Mạc gia khác một bên ngoài đạo nguyên cảnh cường giả đã cơ hồ không có năng lực chiến đấu. Toàn thân đều là máu tươi, vết thương chồng chất. Bọn họ đã làm được trình độ cao nhất, cũng là chém giết mấy vị đạo nguyên cảnh cường giả. Bây giờ Tư Đồ Phong và hạng anh kiệt bên này,
chỉ có mấy người có năng lực tác chiến. Nhưng là cái này mấy người, nhưng là định trước thắng cuộc. Đáng chết! Mạc Ninh lau sạch khóe miệng vết máu, gần từng chữ Tư Đồ Phong, Hạng Anh Kiệt, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta Mạc Ninh nhận thua. Như vậy thiên la địa võng, sai liền sai ở nàng chắc chắn tại Lâm Hải Thành, không người nào dám động nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng quá ngây thơ rồi. Tư Đồ Phong giờ khắc này hưởng thụ trình độ cao nhất, Mạc Ninh cái đó cút chữ tựa như đao cắm ở hắn trong lòng. Mà bây giờ, người phụ nữ này mệnh nhưng là nắm ở trên tay hắn. Loại cảm giác này quá đã. Mạc Ninh, người hỏi ta muốn cái gì? Hi hi, nói thật, ta nhưng mà thèm thuồng Mạc thân thể của tiểu thư nhiều năm, không biết, đem người đè ở dưới người. Người vậy rên rỉ tiếng có thể hay không so hắn nàng người phụ nữ càng êm tai đâu. Xúc sinh. Mạc Ninh muốn động thủ, nhưng lại là cảm giác được xúc cảm lạnh như băng. Nàng phải còn sống. Chỉ có còn sống, mới có tư cách trả thù. Nhưng là hôm nay, nàng thân thể nếu là bị đám này xúc sinh ô nhục, vậy nàng còn có ý nghĩa gì sống tạm hậu thế? Mạc Ninh, cầm ngươi quần áo cởi xuống, ta nói đúng mỗi một kiện. Tư Đồ Phong khá là tham lam cười, hắn hô hấp dồn dập, đầu lưỡi liếm miệng. Một bên Hạng Anh Kiệt, nhưng là nhớ ra cái gì đó, hướng xe ngựa đi tới. Hắn không nhìn thấy Diệp Thần. Nếu như không đoán sai, Diệp Thần hẳn đang ở bên trong. Chuyện hôm nay tình, không phải chuyện đùa, không thể có bất kỳ người sống sót. Thậm chí liền đám này chết thị vậy phải xử lý sạch sẽ. Mà Mạc Ninh nhưng là dẫu có chết bất khuất. Đối với Tư Đồ Phong nói, coi như ta chết, cũng sẽ không thành toàn ngươi loại này xúc sinh. Ngươi loại này xúc sinh, nhất định sẽ có báo ứng. Dứt lời, Mạc Ninh đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh nhiều cái gì. Đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến, ngừng thở, nhưng là lúc đã chậm. Trên người nàng tu vi lại dần dần biến mất, thậm chí thân thể vậy bắt đầu như nhũn ra. Tư Đồ Phong cười. Mạc Ninh. Có phải hay không cảm giác không cách nào vận dụng chân khí? Loại cảm giác này rất khó chịu đi. Ta cũng không muốn cường thượng một cái đối với ta có uy hiếp tánh mạng người phụ nữ. Nói xong, Tư Đồ Phong buông kiếm trong tay xuống đi, trà sát tay, hai tay lại là hướng Mạc Ninh vậy bộ ngực đầy đặn đi. Vừa nghĩ tới lập tức phải đụng phải vậy mềm mại cảm giác, hắn mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng không cách nào khống chế. Mạc Ninh khẽ cắn môi đỏ mọng. Cưỡng ép vận chuyển chân khí, ngược lại khóe miệng tràn ra máu tươi. Rất khó chịu. Nhìn trước mặt cái này chán ghét người đàn ông, nàng thật là muốn điên. Chẳng lẽ vận mệnh chỉ như vậy trêu cợt người? Mắt xem Tư Đồ Phong hai tay càng ngày càng đến gần. Đột nhiên, một hồi hơi thở chấn động mở, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tiếng xé gió chớp mắt rồi biến mất, Tư Đồ Phong bỗng nhiên dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng. Hắn có thể cảm giác được mình bị phong tỏa. Hắn rốt cuộc thấy rõ rốt cuộc là cái gì, đó là một cây trường thương. Trường thương hắc khí vần quanh, cực kỳ lạnh như băng, tựa như tới từ địa ngục. Hắn rất rõ ràng, nếu là bị cái này trường thương đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta cút gà. Hắn một tiếng giống giận, trực tiếp sử dụng một khối ngọc bội. Máu tươi rơi vào ngọc bội trên. Ngọc bội bỗng nhiên phóng đại. Lại là ngăn trở ở trước người của hắn. Tư Đồ Phong thật dài thở ra một hơi, ngọc bội này là phụ thân cho hắn linh vật. Có thể ngăn trở phần lớn nguy hiểm. Bên trong càng là có một đạo cực mạnh hộ thân trận pháp. Vậy lực lượng không cách nào dung chuyển. Rắc rắc. Nhưng là, ngọc bội nhưng là bể. Triệt triệt để vỡ vụn. Tư Đồ Phong tròng mắt trợn to, hoàn toàn không thể tin. Hắn mới vừa muốn nói cái gì. Vậy tràn đầy cuồn cuộn hắc phụ trường thương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mang lạnh như băng thêm u hàn quang, xuyên thấu thân thể. Ngực một cái máu trong vắt lỗ lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tư Đồ Phong cúi đầu, nhìn hết thảy, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không có khí lực. Hắn thân thể hướng phía sau ngã xuống. Sau đó, nặng nề ném xuống đất. Hóa là một cổ thi thể lạnh như băng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Mình sẽ chết như vậy đi, ở chết cuối cùng một cái chớp mắt, hắn thấy vậy rèm của xe ngựa bị một cái tay vén lên. Một cái lãnh ngạo thanh niên ngưng mắt nhìn hắn.
Cái ánh mắt này, tựa như quyết định hắn sống chết. Diệp thần. Mạc Ninh vô lực ngồi dưới đất, Tư Đồ Phong chết, là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Vậy trường thương chưa bao giờ gặp qua, nhưng là ở toàn bộ Lâm Hải Thành, dùng trường thương cường giả ít chi lại càng ít. Chẳng lẽ là ca ca? Chẳng lẽ ca ca cảm giác được mình xảy ra chuyện, tới cứu nàng? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào bên cạnh nàng, hai tay vần quanh nàng, trực tiếp đem nàng bế lên. Thật là không để cho người đỡ lo. Thanh âm này, tựa hồ mang một tia chán ghét ý. Thanh âm này, Mạc Ninh ngẩng đầu lên, rốt cuộc thấy rõ ôm lấy nàng người là ai. Là Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền đem Mạc Ninh đặt ở xe ngựa trên, tựa vào xe ngựa một bên. Được rồi, còn dư lại giao cho ta đi. Diệp Thần xoay người, vậy như tử thần vậy tròng mắt bắn về phía mang mặt nạ Hạng Anh Kiệt. Mạc Ninh hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Hạng Anh Kiệt, thậm chí còn dư lại hư vương cảnh và đạo nguyên cảnh cường giả, bất kỳ một người nào đều không phải là Diệp Thần có thể dung chuyển à. Nhưng là thằng nhóc này lại nói giao cho hắn. Đây tuyệt đối là năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Mang mặt nạ Hạng Anh Kiệt tự nhiên chú ý tới Diệp Thần, hắn nhìn lướt qua Tư Đồ Phong thi thể, đối với Diệp Thần mở miệng nói, tiểu súc sinh, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi, nhưng là, ngươi vẫn là phải chết. Người ta đều là luyện thể, nhưng là chênh lệch nhưng lại như là rãnh trời. Chính là con kiến hôi còn mưu toan ngăn trở, không biết sống chết. Diệp Thần nghe được những lời này, lắc đầu một cái, om sòm. Còn nữa, ta không thích ngươi mặt nạ. Dứt lời, Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, vậy bay ra ngoài cửu U Thí Thiên Thương lại bay trở về. Trực tiếp hướng Hạng Anh Kiệt tới. Cuồn cuộn hắc vụ, ma sát ngất trời, cả thế giới. Tựa như đều bị cửu U Thí Thiên Thương nắm trong tay. Hạng Anh Kiệt tự nhiên cảm giác được nguy hiểm, né người sang một bên. Vốn cho là có thể né tránh cửu U Thí Thiên Thương, lại không nghĩ rằng cửu U Thí Thiên Thương vẫn là theo mặt hắn gõ má lao qua. Lại là bay đến Diệp Thần trên tay. Rồi sau đó, hắn sắc mặt mặt nạ trực tiếp hóa là nghiền. Thậm chí mặt nạ mảnh vỡ, lướt qua mặt hắn, vạch ra mấy dấu máu. Một màn này, để cho cả thế giới yên lặng. Lại là kinh bạo con ngươi, ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần còn chưa động thủ, nhưng là phá vỡ lớn mạnh như vậy tồn tại mặt nạ. Đây chính là Hạng Anh Kiệt à. Thương khung bảng 900 nhiều tên tồn tại. Liền liền Mạc Ninh cũng là theo bản năng che miệng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng. Vốn cho là nhìn thấu tên này, lại không nghĩ rằng, chỉ thấy được một góc băng sơn. Hạng Anh Kiệt đưa tay ra, sờ một cái còn đang chảy máu mặt, hắn cười âm hiểm. Được, rất tốt, Diệp Thần, người thành công chọc giận ta. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút vì sao là luyện thể ngưng kiếm. Kiếm rộng nắm chặt, Hạng Anh Kiệt nhưng là một bước lại một bước bước ra. Mỗi một bước, đều là chấn động đất đai. Một đầu sư tử cuồng trực tiếp từ Hạng Anh Kiệt trong thân thể lao ra, lại là dần dần hóa là thật thế chấp. Sư tử cuồng gầm thét, núi rừng chấn động, giống như núi lửa phun ra. Đột nhiên, Hạng Anh Kiệt một bước bước ra, phong cách cổ xưa kiếm rộng chém chết. Biến dạng thiên địa, Diệp Thần không có bất kỳ động thủ, sờ một cái cửu U Thí Thiên Thương, nói, ngươi có nắm chắc phá vỡ kiếm kia sao? Cửu U Thí Thiên Thương hơi vặn vẹo, tựa hồ ở gật đầu. Được, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, quanh thân khí thế ầm ầm bùng nổ. Trạng thái lại là nhảy lên tới trình độ cao nhất. Rồi sau đó một thương điểm ra. Một thương một kiếm, bỗng nhiên đụng vào nhau. Dễ như bỡn lực dạo dực. Trụ uy đợt khí lại là nổ tung. Diệp Thần và Hạng Anh Kiệt dưới chân, đất đai lại là chia năm xẻ bảy. Cuồng bạo đợt khí để cho còn sống mấy người trực tiếp lui hết mấy bước. Nhưng là lại không có bất kỳ kết quả gì. Hạng Anh Kiệt con người xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng kia đáng sợ. Không phải tới từ Diệp Thần, mà là tới từ chuôi này trường thương. Thế gian vẫn còn có loại vũ khí này. Đột nhiên, Hạng Anh Kiệt nghĩ tới điều gì, này thương chẳng lẽ chính là Lâm Hải Thành lá mỗi gia chủ ẩn núp cái đó. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn nhất định phải đạt được.
tiểu phế vật, giao ra trong tay ngươi trường thương, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Ngươi đừng quên, ta sau lưng còn đứng hư vương cảnh và đạo nguyên cảnh cường giả, ngươi một người, ngươi cảm thấy ngươi có nhiều ít phần thắng. Diệp Thần con ngươi rừng rưng cút. Lời nói rơi xuống, Hạng Anh Kiệt trong tay nắm chuôi này kiếm rộng, cho tới nay cũng không có so quý trọng tồn tại. Lại vỡ vụn. Rồi sau đó, cửu u thí thiên thương không chút nào đình trệ, mang thần lôi ý, trực tiếp bắn thủng Hạng Anh Kiệt bả vai. Hạng Anh Kiệt con ngươi sợ hãi, năm ngón tay muốn phải bắt được cửu u thí thiên thương, nhưng là mới vừa đụng chạm, nhưng là cảm giác được nóng bỏng cảm giác, hắn vội vàng buông tay. Nếu như không buông tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thân thể rất miễn cưỡng bị đẩy lui, thật vất vả ổn định, khi thấy trên bả vai vết thương, hung ác khí ầm ầm bùng nổ. Ngươi lại dám tổn thương ta thân xác. Hắn thân thể, bao nhiêu lần không có chảy máu. Nhưng là lại bị vậy phá vết thương đạn bắn. Diệp Thần không để ý đến, hắn nhìn trong tay cửu u thí thiên thương, chấn động kinh động trình độ cao nhất. Hắn biết này thương lợi hại, cũng không biết như vậy khủng bố. Không chỉ có thể hủy diệt linh kiếm, càng có thể phá ra phách thể kỳ đỉnh cấp người luyện thể thân xác. Đặt ở toàn bộ Côn Lôn hư, đủ để kinh người. Bàn về phẩm cấp, vượt qua xa Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Hạng Anh Kiệt trong con ngươi tràn đầy kiêng kỵ, hắn rất rõ ràng, cửu u thí thiên thương đối với luyện thể chi đạo có uy hiếp cực lớn. Bây giờ mà nói, muốn chém chết Diệp Thần cực kỳ khó khăn. Hắn con ngươi nhìn về phía sau lưng mấy người, đạo nguyên cảnh cường giả bị thương, hư vương cảnh vậy thì không cách nào bùng nổ chân chính thực lực. Nhưng là nếu như nhiều người như vậy liên hiệp, tất nhiên có thể bắt lại Diệp Thần. Vừa động thủ một cái, giết thằng nhóc này, còn nữa, trong tay hắn thương, ta muốn. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người hướng Diệp Thần đi. Ánh đao kiếm ảnh đâm rách không khí, mang kịch liệt sao hỏa, hướng Diệp Thần chiếm đoạt. Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, hắn không dám khinh thường. Quanh thân thần lôi ầm ầm bao trùm, thương khung lại là mây đen đầy vải, mây sấm từng cơn. Cuồn cuộn sấm sét ầm ầm đập vào Diệp Thần cửu u thí thiên thương trên. Thấy một màn này, Hạng Anh Kiệt phát hiện cái gì? Người này lại không chỉ nắm trong tay ngọn lửa, còn nắm trong tay sấm sét. Chẳng lẽ? Hắn lắc đầu một cái, tuyệt không thể nào. Ánh đao kiếm ảnh, ngay tức thì nện ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần trường thương rung động, trực tiếp đem kiếm ảnh xé ra. Đồng thời, một thương điểm đi ra ngoài, lại tại chỗ phá vỡ một vị hư vương cảnh sơ kỳ cường giả. Cố nhiên cường thế, cuối cùng một người. Có chút kiếm ý vẫn là rơi xuống, đem Diệp Thần trên người đồ dạo phố tại chỗ biến dạng. Thậm chí xuất hiện từng đạo vết máu. Cũng may vết máu không sâu. Diệp Thần, loại cảm giác này như thế nào? Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, buông tha chống cự, đem ngươi vũ khí trong tay giao ra. Nếu không, nhiều người ép tới gần. Chỉ có Diệp Thần khổ khổ chống đỡ. Giao tổ tông ngươi. Diệp Thần một tiếng gầm lên. Mi tâm bất diệt lửa đột nhiên vọt ra. Nhiệt độ lên cao, tựa như cắn nuốt chung quanh, hóa là một tòa ngọn lửa lôi đài, bọc tất cả mọi người. Xa xa không có kết thúc. Huyết Long, đi ra. Lại là một tiếng giống giận, Long Ngâm nổ bể ra, đang lúc mọi người ánh mắt bên trong, Diệp Thần trong cơ thể lại vọt ra khỏi một cái Huyết Long. Huyết Long thẳng xông lên thương khung, rồi sau đó lại lao xuống. Một màn này đánh thẳng vào tầm mắt mọi người. Huyết Long, thần lôi, ngọn lửa. Cái này ba dạng đồng thời có, chỉ có một người. Diệp Thần, người chính là Diệp Thí Thiên. Hạng Anh Kiệt kinh hô thành tiếng, trong giọng nói khó nén kinh hãi ý. Làm Diệp Thí Thiên cái này ba chữ xuất hiện, liền liền nói nguyên cảnh cường giả cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì cái này ba chữ tin đồn quá nhiều. Nhưng là ai cũng không dám tin tưởng, cái này Côn Lôn hư uy danh hiển hách Diệp Thí Thiên lại ở bọn họ trước mắt. Mà giờ khắc này Diệp Thần không có bất kỳ trả lời uy hoàng, hắn nhắm mắt. Hơi thở mờ mịt. Trong đầu hiện ra một đạo thương kỹ. Phá thiên tam tuyệt thương. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt mở ra, không khí tựa như lúc này biến dạng. Hắn thân thể động, một bước bước ra, ước chừng mười mấy mét. Cửu u thí thiên thương ở trong tay tựa như linh xà múa.
lại là vẽ ra một đạo cổ xưa phù văn. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi cảm thụ phá thiên tam tuyệt thương thứ một thương. Một tiếng dày, trường thương phá vỡ phù văn. Ánh sáng hoàn toàn bùng nổ, chiếm đoạt thiên địa, như núi lửa phun ra. Tựa như liệt diễm cháy, tràn ngập cả thế giới. Diệp Thần thương ý lan tràn, dễ như bỡn lực lượng điên cuồng lan tràn. Trường thương ý lại hóa là vô số đạo sắc bén. Khí thế kinh khủng ngay tức thì bạo tăng, thần lôi, huyết long, bất diệt lửa, ba đạo lực tính bao quanh vậy hóa là vô số hàn quang thương ý, hướng mọi người bao phủ đi. Làm sao có thể, lực lượng này không thể nào. Cảm nhận được Diệp Thần giờ khắc này bộc phát ra khí thế, mọi người luống cuống, dẫu sao nghiền ép cảm giác quá mạnh mẽ. Lực lượng này đừng nói hư vương cảnh, coi như là bọn hắn bây giờ vậy bạo không phát ra được à. Cái này một thương chính giữa ẩn chứa khủng bố nguy cơ, để cho tại chỗ mỗi một người quanh thân tựa như bị hàn băng bọc, như rơi xuống hầm băng, quá khó chịu. Hạng Anh Kiệt lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Đây chính là trước mắt cái này nhìn như bất quá 20 tuổi thanh niên thực lực. Làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Giờ khắc này, hắn là chân chân thiết thiết cảm nhận được uy hiếp. Diệp Thí Thiên. Mạc Ninh mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Đoạn này thời gian, nàng cố nhiên là nghe nói qua Diệp Thí Thiên truyền thuyết. Lực một người, tông môn tiêu diệt. Có thể nói là toàn bộ Côn Lôn Hư vô số tông môn và gia tộc ác mộng. Toàn bộ Côn Lôn Hư cũng tìm Diệp Thí Thiên, nhưng là cho tới bây giờ, tất cả mọi người đối với Diệp Thí Thiên cái này ba chữ, hiểu quá ít. Thậm chí không biết hắn tu vi và thực lực chân chính. Có người nói hư vương cảnh, nhưng là vừa có người nói nguyên cảnh, thậm chí đế tôn cảnh. Tương truyền lại là có chỗ đó người, tự mình chiêu cáo thiên hạ, Diệp Thí Thiên là hắn đồ. Như dám động thủ, chúng sanh tiêu diệt. Cho tới nay, nàng đối với Diệp Thí Thiên người này quá tò mò. Thậm chí phụ thân và ca ca cũng là nhắc tới nhiều lần. Nhưng là nàng có thể nằm mơ cũng không nghĩ ra, vậy để cho Côn Lôn Hư nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, lại liền cách mình mười mấy mét. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, giờ khắc này, nàng phát hiện lại nhìn không thấu Diệp Thí Thiên tu vi. Diệp Thần, Diệp Thí Thiên, người kết quả là như thế nào một người? Mà giờ khắc này, đối với Hạng Anh Kiệt các người, uy hiếp cảm giác càng ngày càng đậm. Trong mắt mọi người, một kích này cơ hồ vượt qua tại chỗ mỗi một người lực lượng. Thậm chí còn đạo nguyên cảnh sơ kỳ những cường giả kia. Mọi người theo bản năng muốn rời khỏi, lại bị Hạng Anh Kiệt một tiếng giống giận chấn áp, chạy cái gì. Tất cả mọi người bước ra một giọt máu tươi, lấy máu tươi lực, ngăn trở thương ý này. Mọi người tỉnh ngộ, vì vậy đồng loạt bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi ý bỗng nhiên bắn ra, lại là đụng vào nhau. Hạng Anh Kiệt ngón tay bắt pháp quyết, năm ngón tay dương ra, vậy nhiều người hơn máu tươi ý ngay tức thì bị hắn bắt. Sau đó nặng nề vỗ vào trên người mình. Bỗng nhiên gian, hắn quanh thân tựa như xuất hiện một đạo màu máu khôi giáp. Trên người quần áo nổ tung, từng cái màu máu đường vân nhìn thấy mà giật mình. Hắn không có lựa chọn, nếu như không chém chết Diệp Thần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chết! Hạng Anh Kiệt cổ nổi gân xanh, truyền tới một tiếng kinh thiên nộ hống, rồi sau đó, trong tay hắn lại ngưng tụ ra một chuôi màu máu kiếm to. Sau đó nắm chặt kiếm to, ngang trời hướng Diệp Thần chém chết. Ta quản ngươi là Diệp Thần vẫn là Diệp Thí Thiên, hôm nay ta mang theo nhiều người hơn cường giả máu tươi lực, hóa là ác quỷ cũng phải đem ngươi tiểu súc sinh này chém chết. Diệp Thần nhìn màu máu kiếm to phá không tới, cười lạnh một tiếng. Huyết long bàn vòng quanh hắn thân thể, long ngâm thiên hạ thế, để cho hắn chí ít không sợ hãi chút nào. Hạng Anh Kiệt có màu máu khôi giáp, mà Diệp Thần quanh thân che lấp màu đỏ thần lôi, vậy là khôi giáp, không sợ hết thảy. Hắn lần nữa ngưng tụ phá thiên tam tuyệt thương, cuồng oanh đi. Hồng quang và hắc phụ cho dù lần lượt thay nhau với nhau. Kịch liệt tiếng nổ nổ tung mở ra, tựa như một đầu sư tử cuồng và huyết long ở giữa không trung lần lượt thay nhau. Sư tử cuồng há to mồm, cần phải cắn ngắn huyết long, nhưng là huyết long toàn thân sớm đã đem hắn hung hăng quấn quanh. Sư tử cuồng cố nhiên là trong núi Thú Vương. Nhưng đừng quên, thần long, là 9 tầng trời vua. Ai có thể tranh phong? Phá cho ta!
Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo cười nhạt. Hắn cố nhiên cảnh giới không địch lại, nhưng là tay cầm vô số lá bài tẩy, có và sợ. Hôm nay, hắn liền chém chết cái này hạng anh kiệt, bước lên thương khung chi bảng, mở nghịch thiên đường. Cửu U Thí Thiên Thương toát ra chói mắt thêm ánh sáng sáng chói, ánh sáng bao trùm hết thảy, ngay tức thì để cho hạng anh kiệt màu máu kiếm to lần nữa vỡ vụn. Đồng thời, phá vỡ hạng anh kiệt trên mình máu kia khí ngưng tụ khôi giáp. Diệp Thần đan điền chân khí điên cuồng chạy mất, hiện ra hết mệt mỏi. Nhưng là giờ phút này hắn khẩn yếu hàm răng. Hôm nay không phải hạng anh kiệt chết, chính là hắn chết. Không, nhìn màu máu kiếm to vỡ vụn, hạng anh kiệt khạc ra một ngụm máu tươi, lại là không thể tin giống giận. Niềm kiêu ngạo của hắn, tựa như bị Diệp Thần một thương bể tan tành. Hắn là vương, hẳn sừng sững thiên địa, làm sao sẽ bại bởi một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Mắt xem Cửu U Thí Thiên Thương đã phá vỡ không khí, chạm được ngực hắn. Hạng anh kiệt trong mắt đỏ thấm, dường như muốn nổ tung. Cuồng bạo ma khí, càng làm cho hạng anh kiệt cảm thấy lạnh như băng chết cảm giác. Hạng anh kiệt không do dự nữa, vươn tay phải ra, chợt một chảo, một cái hư vương cảnh cường giả liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn. Sau đó chợt hướng Cửu U Thí Thiên Thương đập tới. Oanh! Ở đó hư vương cảnh cường giả dưới sự kinh hoàng, nhưng là biến thành một phiến xương máu. Lâm vào là người chết thế. Sau đó, hạng anh kiệt đối với còn dư lại mấy vị tức giận nói, không để ý hết thảy, chém chết tiểu súc sinh này. Ngay bây giờ, mau! Mọi người gật đầu, bây giờ Diệp Thần đã không người dung chuyển, như không ra tay nữa, vậy nhất định phải chết. Tàn ảnh từng cơn, mấy vị hư vương cảnh thậm chí còn đạo nguyên cảnh cường giả liền là xuất hiện ở Diệp Thần chừng. Cánh tay rối rít trừ ra, lại bắt được Diệp Thần hai tay và hai chân. Diệp Thần ngay tức thì bị trói buộc. Rồi sau đó, hạng anh kiệt con ngươi đông lại một cái, thân thể lại bốc cháy. Luyện thể lực giống vậy có thể cháy. Hắn không có lựa chọn, phải cho Diệp Thần một kích chí mạng. Cánh tay phải ngọn lửa ngang dọc. Nhìn bị trói buộc Diệp Thần, hắn một trường cướp đoạt đi. Một trường này, giá phải trả cực lớn. Mắt xem thì phải nện ở Diệp Thần trên mình, để cho nó xương nghiền thanh cho rắc, người sau nhưng là cười. Rồi sau đó, Diệp Thần ấn đường lại xuất hiện một luồng ánh sáng đen. Hắc quang giống như một con mắt. Đến từ Cửu U địa ngục ánh mắt. Hoàn toàn mở ra. Hạng anh kiệt ngẩn ra, đây là. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Diệp Thần lại tràn ra cuồn cuộn ma khí. Khí thế lần nữa đột nhiên leo lên, trong chốc lát, ma khí thành hình, hóa là thật thế chấp. Ma khí vô cùng lạnh như băng, lại là hướng hạn chế Diệp Thần rất nhiều cường giả đi. Rào! Từng con cánh tay bỗng nhiên nổ bể ra. Tại sao có thể như vậy? Đám người kinh hoàng, lại là kinh hãi tới cực điểm. Ai cũng không nghĩ ra, cái này Diệp Thí Thiên lại vẫn là người của ma tộc. Chỉ có người của ma tộc, ma khí mới có thể giết người. Ở cuồn cuộn ma khí dưới, Diệp Thần băng hàn con người bắn về phía hạng anh kiệt, Cửu U Thí Thiên Thương, để cho hắn nhập ma. Càng làm cho hắn trong lòng giết hại cảm giác hoàn toàn bùng nổ. Hắn bước ra một bước, ma sát phi gió múa, Cửu U Thí Thiên Thương điểm ra, cuồn cuộn ma khí hóa là trăm trưởng trường thương. Lạnh người hơi thở lan tràn toàn trường. Ở hơi thở này dưới. Hạng anh kiệt chỉ cảm thấy mình đưa thân ở địa ngục và biển máu chính giữa, ác ma đánh tới. Hàng ngàn hàng vạn mãnh thú, giống như nước lũ, cuốn tới. Đây là địa ngục cảm giác. Vậy không đoạn mở rộng trường thương, vô cùng chói mắt, chính là tử thần liêm đao. Mà trước mắt cái đó bị hắn coi là con kiến hôi thanh niên, giống như ma thần dáng thế, khí thế vô song. Hắn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Cửu U Thí Thiên Thương càn quét bát phương. Biến dạng không khí, xuyên thấu hạng anh kiệt thân thể. Không muốn. Hạng anh kiệt phách thể ngay tức thì bị phá. Đến mức, hữu tử vô sanh. Giờ khắc này là hạng anh kiệt hối hận và sợ hãi bọc. Nếu như biết người này chính là Diệp Thí Thiên, hắn cũng không nên ra tay, càng không biết lần nữa mai phục à. Hắn cúi đầu xuống, Cửu U Thí Thiên Thương hung ác y phóng thích. Hắn trơ mắt nhìn mình thân xác tan vỡ. Ngăn cản. Hắn không có tư cách ngăn cản.
Hắn đỏ thấm tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn nói, nhưng phát hiện đã là phí công. Máu thịt nổ tung. Hạng Anh Kiệt, chết. Thương khung bảng tên, hoàn toàn đổi chủ. Là Diệp Thí Thiên. Viên lão ban đầu cứu Diệp Thần, không phải là không ưa mọi người ỷ mạnh hiếp yếu. Thậm chí liền gia chủ Hàn gia vậy tự mình ra tay đối phó một cái thánh vương cảnh tiểu bối. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì là viên lão đối với cái này kêu Diệp Thần tiểu tử có chút hứng thú. Có thể nhận ra được phúc trạch đất cao nhất khu vực, có thể không đơn thuần chỉ là vận khí tốt như thế đơn giản. Hắn biết Diệp Thần không đơn giản, lại không nghĩ rằng như thế chăng đơn giản. Hắn liền Diệp Thần huyết mạch cũng không phát hiện được. Hơn nữa, cực kỳ có thể, Diệp Thần huyết mạch còn có thể nghiền ép hắn. Viên lão cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ, ngay sau đó lấy ra một cái hình vuông máy móc. Năm ngón tay nắm chặt, Diệp Thần máu tươi chính là rơi vào trên máy móc. Nhưng là máy móc không có bất cứ ba động gì. Ước chừng mấy giây, máy móc trong mới truyền tới một câu giọng nói. Phàm căn, liệt các loại. T, làm sao có thể? Viên lão không tin tà lại lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Hồi lâu, viên lão yên lặng xuống, ánh mắt bộc phát ra một tia tinh quang nhìn về phía Diệp Thần. Liền côn lôn hư máy móc đều không cách nào kiểm tra ra huyết mạch, đủ để chứng minh Diệp Thần huyết mạch đặc thù. Giống như, căn bản không thuộc về côn lôn hư. Không phải côn lôn hư máy móc kiểm tra không ra, mà là không có tư cách kiểm tra Diệp Thần huyết mạch. Hắn nắm thật chặt Diệp Thần tay, kích động nói thằng nhóc, ngươi có bằng lòng hay không làm lão đầu tử ta học trò, ta có thể truyền thụ ngươi cao nhất cơ duyên. Viên lão nói tiếng nói tràn đầy kích động. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Diệp Thần không chết hiểu, sau này tất nhiên sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc. Loại này học trò thành tựu, nhưng là sẽ để cho hắn thành là câu chuyện mọi người ca tụng nhất. Nếu như những lời này bị những cái kia đế tôn cảnh cường giả nghe được, sợ rằng từng cái sẽ kinh điệu cằm. Phải biết, viên lão sống ngàn năm, cũng không từng thu qua một cái học trò. Chỉ vì làm mắt quang quá cao. Viên lão lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng là người sau nhưng là lắc đầu một cái, vẫn là cự tuyệt nói viên lão, chân thực ngại quá, ta đã có sư môn. Có sư môn không có sao, liền cho lão phu treo cái tên cũng tốt à, lão phu yêu cầu không nhiều, chính là cùng mấy chục năm. Có thể ở một ít lão bất tử trước mặt hơi nổ. Diệp Thần, Kỷ Lâm, thằng nhóc, người đừng suy xét. Viên lão có chút không nhẫn nại được, nghĩ tới điều gì, bổ sung nói, như vậy đi, vật này coi như là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được đồ, đưa cho ngươi như thế nào ngươi ta quan hệ giữa chỉ là trên đầu môi thầy trò, như thế nào. Viên lão trong tay không biết lúc nào nhiều một khối hình vuông vức đá. Trên đá có phong cách cổ xưa đường vân. Đường vân trên thậm chí còn có một giọt máu. Máu nhiễm linh thạch, phía trên hình vẽ tựa như cũng sống lại. Thằng nhóc, người còn do dự cái gì à, đây chính là bảo bối à, ban đầu quá nhiều bạn cũ ra giá cao hỏi ta mua, ta đều không đáp ứng, đến ngươi nơi này lại vẫn chê tin không tin ta dùng cần câu đập chết ngươi. Nghe được viên lão nói tiếng nói, Diệp Thần cười một tiếng, mới vừa muốn nói cái gì, luân hồi mộ địa lại truyền tới một đạo chấn động. Chấn động sau này, một đạo thanh âm già dặn có lực nhưng là ở Diệp Thần vang lên bên tai. Thằng nhóc thúi, đem máu kia linh thạch nhận lấy, vật này và huyết linh tộc có liên quan rất lớn cũng là tiến vào vậy huyết linh bí cảnh mấu chốt. Diệp Thần ngẩn ra, thanh âm này không phải tới từ Mạc Ngưng Nhi, mà là huyết thất dạ. Tên này cuối cùng mở miệng. Diệp Thần ý thức nhìn lướt qua huyết thất dạ mộ bia, phát hiện đã lưu chuyển một đạo màu máu ánh sáng, rồi sau đó. Một đạo loáng thoáng ánh sáng ngưng tụ thành một cái to lớn thân hình. Người có thể nghe được bổn tôn nói tiếng nói nhanh lên nhận lấy. Luân hồi mộ địa thanh âm ngay tức thì có chút không nhịn được. Diệp Thần cũng không nói nhảm, đưa tay ra tiếp nhận viên lão đồ, chuyển tay chính là bị hút vào luân hồi mộ địa bên trong. Viên lão thấy một màn này khẽ di một tiếng, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, nói, thằng nhóc, người nhận lấy vật này thì chẳng khác nào là ta viên lão đồ đệ. Ta cũng không hy vọng ngươi lần sau ở trước mặt mọi người chứ không nhận biết ta. Tới tới tới, đồ nhi, kêu một tiếng sư phụ ta nghe một chút. Thời khắc này viên lão hòa thoát thoát chính là một cái được như ý lão ngoan đồng.
Diệp Thần lưu ý một mắt luân hồi mộ địa liền đối với Viên lão nói, sư phụ. Được được được. Viên lão mặt đỏ tới mang tai, lại là một mực chỉ điểm ra, máu tươi bắn tại Diệp Thần ấn đường. Thằng nhóc, lão phu vậy không việc gì có thể cho ngươi thêm, này máu tươi bên trong hàm chứa lão phu một đạo lực lượng, lúc cần thiết có thể miễn cưỡng là ngươi ngăn trở mấy phần. Còn nữa, tinh huyết này còn có ngươi ta giữ liên lạc, ngươi bây giờ ở Hàn gia chi địa thụ địch quá nhiều, gần đây ta đều ở đây vùng lân cận, lúc cần thiết có thể chiếu cố mấy phần. Ai nếu dám cầm lão phu vất vả bảo vệ cây giống hủy đi, lão phu coi như bỏ ra thiên đại giá phải trả cũng phải để cho bọn họ sa đọa vực sâu vạn trượng. Viên lão khí thế ầm ầm bùng nổ, đỉnh đầu lại là trôi lơ lửng ra một đạo hổ khổng lồ hư ảnh. Hổ khổng lồ gầm thét, che khuất bầu trời thế. Diệp Thần trong lòng cảm khái vạn phần, căn bản không nghĩ tới bởi vì là máu tươi của mình, ngược lại là bất ngờ thu một sư phó. Mặc dù không biết Viên lão thực lực chân chính, nhưng là có thể để cho như thế nhiều đế tôn cảnh cường giả sợ hãi, tuyệt đối không thể khinh thường. Viên lão khí thế tiêu tán, sau đó nhìn về phía Diệp Thần Đồ Nhi, nếu như ngươi thật muốn đi huyết linh bí cảnh, nhất định phải cẩn thận, tận lực không muốn lấy ngươi bây giờ khuôn mặt kỳ nhân, dẫu sao quá mức bại lộ, ta phỏng đoán trừ cái này bên trong, Hàn gia chi địa chung quanh đã có vô số cường giả cầm ngươi bức họa chuẩn bị đánh chết. Diệp Thần gật đầu một cái, sư phụ yên tâm, ta thật ra thì còn có một cái khác thân phận. Nếu đám này đế tôn cảnh cường giả muốn để cho ta không dễ chịu, bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn, lần này ta không chỉ muốn bước vào trong đó, ta còn muốn đưa cái này huyết linh bí cảnh, làm long trời lỡ đất. Viên lão nghe được đồ đệ của mình lại bắt đầu khoác lác, thở dài một tiếng, cũng không để ý. Hắn nên làm cũng làm, còn dư lại liền xem Diệp Thần mình chắc ăn. Thằng nhóc này không giống như là cái loại đó dễ dàng chết yểu người, phỏng đoán lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành. Nếu như hắn một vị ngăn trở, đối với Diệp Thần chỉ biết bất lợi. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên Kỳ Lâm, ung dung đi tới Đồ Nhi, cô bé này liền do ta tới giúp ngươi chiếu cố đi. Xem nàng cái này con ngươi tuyệt đối là gây chuyện liệu. Kỳ Lâm tránh ra Viên lão tay, không nhịn được nói lão đầu, ngươi nói nhảm quá nhiều à. Ta liền muốn đi theo Diệp Thần, ai muốn đi theo ngươi loại này xú lão đầu. Diệp Thần Kỳ Lâm, không được vô lý. Kỳ Lâm liếc một cái Diệp Thần, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phản bác, nhẹ giọng nói được rồi, vậy ta ở lại chỗ này. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới điều gì, bắt được Diệp Thần vạt áo, vội vàng nói đúng rồi, Diệp Thần ngươi trừ cẩn thận những tông môn kia trở ra, còn phải lo lắng tỷ tỷ Thiên Lam Tông, ta sở dĩ trốn ra được. Hoàn toàn là vì ngươi. Sư phụ và mấy vị trưởng lão cảm giác được ngươi đối với tỷ tỷ trưởng thành trên đường uy hiếp, dự định nhổ cỏ tận gốc. Diệp Thần nghe được câu này, cũng không có quá bất ngờ. Ban đầu Thiên Lam Tông Kha trưởng lão mang đi Kỳ Tư Thanh, đối với mình thấy chết mà không cứu, hắn liền nhìn ra Thiên Lam Tông thái độ. Hắn đối với Thiên Lam Tông không có quá nhiều hảo cảm. Thậm chí từ hắn đối với cổ chuyện biết rõ. Thiên Lam Tông như vậy hao tổn tâm huyết đào tạo Kỳ Tư Thanh, vô cùng có thể vào một năm rưỡi sau sự kiện kia có liên quan. Sợ rằng Kỳ Tư Thanh bây giờ đang ở Hàn gia chi địa. Bất kể như thế nào, tiến vào huyết linh bí cảnh sau đó, nếu như thấy Kỳ Tư Thanh, hắn nhất định phải nhắc nhở đối phương. Hàn gia chi địa. Hàn gia. Phòng hội nghị đã thanh tràng. Rất nhiều thế lực và cường giả đều rời đi. Toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Hàn Đạo Sơn và một vị ông già. Ông già đem một khối ngọc bội thận trọng đưa cho Hàn Đạo Sơn. Lão gia, người muốn tin tức đều ở bên trong, cái này Diệp Thần trên người có chút vấn đề. Người này nhiều năm trước là Côn Lôn Hư nổi danh phế vật, rất nhiều tông môn cũng không chịu thu hắn. Hắn chỉ có thể ở Y Thần Môn sống tạm, nhưng là 5 năm sau đó, người này lần nữa trở lại Côn Lôn Hư, tu vi nhưng là vô cùng nghịch thiên. Thậm chí có vượt qua cảnh giới giết địch thực lực. Ở kính nước tiên sinh mở tông môn thiên tài chi so trong, lại là bộc lộ tài năng, lực áp quần hùng còn nữa, tiểu tử này tính cách cực kỳ cuồng ngông, thậm chí ngay trước mặt của mọi người và kính nước tiên sinh thiết lập cuộc chiến sinh tử, dưới mắt khoảng cách cái này cuộc chiến sinh tử không có quá lâu. Bất quá thằng nhóc này rốt cuộc lấy được cơ duyên gì, ta chưa từng biết. Hàn Đạo Sơn gật đầu một cái, không nói gì, đem ngọc bội nắm trong tay. Trong đầu ngay tức thì trôi lơ lửng ra vô số đạo tin tức.
Làm tin tức từng cái lướt qua lúc đó, hắn nhìn về phía ông già, hỏi tiếp người có thể tra đến cái này Viên lão mang thằng nhóc này đi chỗ nào. Ông già lắc đầu một cái thuộc hạ không biết, hẳn là Viên lão thiết lập trận pháp nào đó, muốn phát hiện, rất khó. Hàn Đạo Sơn đem ngọc bội trong tay trực tiếp bóp vỡ, hóa là một đoàn bột buông tay ra, cười lạnh một tiếng tiểu tử này vậy vũ khí ta Hàn Đạo Sơn muốn định, có vậy vũ khí, lại đối mặt huyết linh tộc người, chúng ta Hàn gia vậy coi là có chút tiền đặt cuộc. Còn nữa, lần này, các thế lực lớn đưa tới cửa tiến vào huyết linh bí cảnh bản danh sách đều phải nghiêm ngặt thẩm tra tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc này lại chui vào tới. Dạ, lão gia, ông già vừa định xoay người rời đi. Đột nhiên trong đầu nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, xoay người nói, đúng rồi, lão gia, lần này tán tu bảo vệ tánh mạng số người nên làm cái gì? Hàn Đạo Sơn suy nghĩ một chút, liền nói lần này tiến vào huyết linh bí cảnh người, phải cầm thương khung trên bảng thương khung thân phận làm. Thương khung thân phận làm, hoàn toàn là dựa theo hạng tới thiết lập, cái này không làm được giả, tuyệt không cho phép Diệp Thần hai chữ người lẫn vào trong đó, hiểu chưa? Thuộc hạ rõ ràng, còn chưa cút đi xử lý. Dạ, mấy ngày sau, huyết linh bí cảnh tán tu ghi danh điểm. Trừ các thế lực lớn cử đi học số người trở ra, còn có một bộ phận số người là để lại cho tán tu. Tán tu số người cũng chỉ có 100 vị. Hơn nữa lần này yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, phải đến từ thương khung trên bảng. Cái này trực tiếp sàng lọc một nhóm lớn người. Không ít người ngồi chồm hổm ở trong góc rên rỉ than thở. Ngay tại lúc này một cái ăn mặc áo bào đen, mang mặt nạ thanh niên xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Mặt nạ chi trên có đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai. Lôi thôi lếch thếch, cố nhiên cũng có một ít người không thích khoe khoang, mang mặt nạ, nhưng là cũng không có cái này một vị như vậy khoa trương. Dưới mặt nạ dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần cái này mấy ngày cũng là hiểu được có tán tu ghi danh cơ hội, hắn không biết nên như thế nào tiến vào huyết linh bí cảnh, dưới mắt chỉ có thể tới thử vận khí một chút. Hắn nhìn một cái chung quanh, nhíu mày một cái, phát hiện xếp hàng người cũng không có tưởng tượng hơn. Ngay tại lúc này, một đạo hài hước thanh âm nhưng là từ phía sau vang lên ơ, bao gồm kín như vậy, ngươi là hơn sợ bị người nhận ra. Diệp Thần xoay người, nhìn lướt qua người nói chuyện. Phát hiện là một cái ăn mặc màu xanh quần áo, trong tay cầm quạt xếp thanh niên. Thanh niên trên mình tràn đầy cao quý vẻ, sau lưng càng là theo chân hai cái hơi thở bất phàm người làm. Ngược lại có chút uy phong. Diệp Thần cũng không muốn gây chuyện, cái này mũ lưỡi chai và mặt nạ cũng không phải là Diệp Thần mình, mà là Viên lão nhất định phải đưa cho hắn. Nghe nói mũ lưỡi chai và mặt nạ đều có một đạo cực mạnh thuật pháp. Cái này có thể cách trở một số người cha xem, cho dù là đế tôn cảnh cũng không có tư cách. Viên lão cũng là sợ Diệp Thần đi gây chuyện, cho nên cố ý là Diệp Thần chuẩn bị. Gặp Diệp Thần không để một chút để ý mình, thanh niên quạt xếp trên mặt có chút không nén giận được, hắn là lần này tham gia tán tu một trong. Cố nhiên là tán tu, hắn bối cảnh không thể so với một ít thế lực yếu. Hắn sư phụ là Côn Lôn Hư một vị sơm đã thành danh đế tôn cảnh cường giả. Một tay quạt xếp thuật lô hỏa thuần thanh. Hắn lại là thừa kế sư phó y bát, thủ đoạn thông thiên, người bình thường muốn dung chuyển, căn bản không có tư cách. Hắn ở chỗ này nán lại hồi lâu, liền là muốn tìm một ít trái hồng mềm nặn nặn, như vậy, hắn có lẽ thì có tư cách thành làm cho này nhóm tán tu ở giữa người điều khiển. Một khi trăm người cũng là hắn hiệu lệnh, hắn tất nhiên là cười đến cuối cùng tồn tại. Thằng nhóc, ta hỏi ngươi nói. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Thanh niên quạt xếp bước chân đạp một cái, trong tay quạt xếp lại là tùy ý điểm ra. Chỉ riêng một điểm này nhưng là bắn ra một đạo nhũ băng. Nhũ băng đâm vào phương hướng lại là Diệp Thần sau lưng một nơi trọng yếu huyệt vị. Một khi đâm vào, không chết vậy phế. Diệp Thần lạnh như băng con ngươi co rúm một cái, hắn tự nhiên cảm nhận được đối phương sát ý, mới vừa muốn động thủ. Một cái bóng đen nhưng là xuất hiện ở hắn sau lưng. Năm ngón tay dương ra, lại đem vận chuyển tốc độ cao nhũ băng cầm ở lòng bàn tay. Rắc rắc một tiếng, lại là trực tiếp hóa là vô số vỡ nát. Thanh niên quạt xếp gặp có người lại vẫn dám tìm chết, mới vừa muốn nói chuyện, vậy động thủ bóng đen nhưng là dẫn đầu đạo khâu lân. Sư phụ ngươi không có ở đây, ngươi liền cuồng ngông đến tình cảnh này còn dám đối với người hạ tử thủ ngươi sẽ không sợ còn không có bước vào huyết linh bí cảnh,
liền đem mệnh bỏ lại. Diệp thần nghe được thanh âm, quay đầu, chính là phát hiện một cái to lớn râu quai nón thanh niên. Thanh niên trên cổ xăm một đạo xăm. Trên mình tràn đầy một đoàn nóng như lửa cảm giác, phảng phất có ngọn lửa ở trong thân thể cháy. Thanh niên quạt xếp Khâu Lân thấy rõ nhúng tay râu quai nón thanh niên, con người trầm xuống, hừ lạnh nói Chu Diễm, nếu như ta nhớ không lầm, ta ở thương khung trên bảng hạng so ngươi còn cao vậy không thiếu, ngươi thái độ như thế, tin không tin ta có biện pháp giết ngươi. Chu Diễm vui vẻ cười to ngươi mẹ hắn thật lấy là mình coi là căn thông thương khung trên bảng hạng cao có ích lợi gì, ngươi thứ hạng này làm sao tới, phỏng đoán ngươi so người bất kỳ đều biết đi, ngươi đối với một tên tiểu bối ra tay, không phải là lâm vào là nắm trong tay người khác công cụ. Nhưng là ngươi cái ý nghĩ này chân thực quá ngây thơ, lần này quy tắc có biến, người bất kỳ cũng phải đi khối kia thương khung phó thạch nhận thuộc về mình thương khung lệnh bài thân phận, so ngươi hạng cao, cũng hoặc là so ngươi mạnh có khối người, ngươi thật lấy là mình có thể số làm mọi người nằm mơ đi ngươi. Chu Diễm nói xong, lại là vỗ một cái Diệp Thần bả vai, nói tiểu huynh đệ, ngươi cũng là muốn tham gia huyết linh bí cảnh tán tu. Diệp Thần gật đầu một cái, không có gì nói nhảm. Nơi này thế cục rất phức tạp, hắn không muốn cùng quá nhiều người có liên quan. Nghe nói lần này huyết linh bí cảnh độ khó nhưng mà lớn hơn không thiếu, mặc dù bên trong có thiên đại cơ duyên, thậm chí có trong truyền thuyết vị kia trải qua thượng cổ đại chiến Hàn Vân tiền bối, nhưng là cái này trong bí cảnh, có thể sống đi ra có thể chỉ có số ít, nếu như không có hộ thân bảo bối, vậy thì nguy hiểm. Bây giờ ngươi xác định còn muốn đi. Chu Diễm vậy có lòng tốt nói. Cố nhiên Diệp Thần khí tức trên người bị che đậy, nhưng là mơ hồ có thể cảm thụ ra không hề quá mạnh mẽ. Cường giả đồng tình tên yếu, đúng là bình thường. Mà giờ khắc này, thanh niên quạt xếp Khâu Lân nhưng trong lòng thì nổi nóng vạn phần, hắn ở thương khung trên bảng hạng 825, cái hạng này ở hắn cái tuổi này bên trong coi như là gần trước. Nhưng là chỉ có hắn biết, cái hạng này có to lớn lượng nước. Thậm chí có thể nói hoàn toàn là cậy vào sư phó hỗ trợ. Như phải nói chân thực tiêu chuẩn, hẳn ở thương khung bảng 900 tên ra ngoài. Mà đột nhiên xuất thủ Chu Diễm liền không bình thường. Người này ở thương khung trên bảng hạng ở 834, hoàn toàn là thực lực chân thật. Nếu như động thủ, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Mấu chốt tuần này Diễm lại cầm chuyện này trực tiếp lấy ra nói, nhất định chính là đối với hắn làm nhục. Dưới mắt, hắn chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần và Chu Diễm, cùng tiến vào huyết linh bí cảnh sau đó, hắn tự nhiên có biện pháp đối với hai người ra tay. Chu Diễm không để ý đến Khâu Lân sát ý, tiếp tục đối với Diệp Thần chuyện trò nói, đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi ở thương khung trên bảng sao? Diệp Thần nhíu mày một cái, trả lời, không biết. Ban đầu hắn giết hạng anh kiệt, theo lý mà nói hẳn thay thế mới đúng. Còn như cụ thể nhiều ít tên, hắn cũng không biết, sẽ không quá trước mặt. Chu Diễm coi như là đối với Diệp Thần có chút im lặng, hắn tốt bụng cứu thằng nhóc này một mạng, đối phương lại có thể không có một chút cảm tạ dự định. Thậm chí hỏi một chút đều không biết. Hắn gặp Diệp Thần che đậy như vậy kín, chỉ sợ là có một ít thủ đoạn côn lôn hư sát thủ, không tiện bại lộ mặt mũi. Nói không chừng Diệp Thần kỹ năng có thể ở bên trong phối hợp mấy phần. Bây giờ nhìn lại, hắn đúng là suy nghĩ nhiều. Thằng nhóc này phỏng đoán liền thương khung bảng cuối cùng chót hết vậy coi thường. Được rồi, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không có ở thương khung trên bảng vậy không cần phải đợi tiếp nữa. Lần này yêu cầu tương đối nghiêm, chỉ sợ đi cửa sau cũng không khả năng. Dĩ nhiên ngươi nếu như đến từ đại tông môn, trực tiếp cử đi học, lời này liền làm ta chưa nói. Còn nữa, cẩn thận cái này Khâu Lân, tên này xem không là đồ tốt gì sắc. Nói xong, Chu Diễm chính là hướng một khối màu đen bia đá đi tới. Trên tấm bia đá còn có một dấu tay. Chu Diễm đem tay phải đặt ở dấu tay lên, lại là khởi động chân khí, nháy mắt tức thì, đúng cái bia đá khoảng cách run rẩy. Một đạo ánh sáng màu vàng lại là từ bên trong tràn ra. Cuối cùng trên tấm bia đá lại là hiển lộ một hàng chữ viết thương khung bảng, 834, tán tu, Chu Diễm. Màu vàng chữ viết bỗng nhiên co rút lại, cuối cùng hóa là một tấm lệnh bài rơi vào Chu Diễm trên tay. Chu Diễm đi tới Diệp Thần bên người, giơ lên trong tay lệnh bài thân phận, giải thích, vật này rất mấu chốt, tán tu tiến vào huyết linh bí cảnh,
hoàn toàn phải dựa vào vật này. Chỉ tiếc, không thể mang tiểu huynh đệ tiến vào, sau này hơn tu luyện một phen, hy vọng còn có thể có cơ hội gặp nhau. Chu Diễm hoàn toàn là một bước qua người tới tư thái. Ở hắn trong mắt, hắn đồng tình Diệp Thần, càng nhiều hơn chính là nội tâm tự nhiên lộ ra kiêu ngạo. Đây là Thương Khung bảng lệnh bài thân phận cho hắn. Ở hắn cái tuổi này, bước vào 850 tên trước, đủ để tươi đẹp. Diệp Thần từ đầu tới cuối không nói gì, hắn ngược lại không nghĩ tới hơn thử nghiệm. Dẫu sao lệnh bài thân phận này lên hiển lộ là tên thật. Đến lúc đó bại lộ, tất nhiên nguy hiểm. Hắn đã cảm nhận được chung quanh có chút khí tức cường giả phun trào, những cường giả kia một mực chú ý nơi này tình huống. Hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ xuất thủ. Khâu Lân nhìn một cái Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, cút ngay, chớ cản đường. Sau đó, tay hắn cũng là đè ở dấu tay trên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Một hàng chữ viết hiển lộ. Thương Khung bảng, 825, tán tu, Khâu Lân. Lệnh bài thân phận sanh thành, Khâu Lân hướng về phía Diệp Thần dơ dơ lên, diễu diễu nói, thằng nhóc, đây là người vĩnh viễn không thể với cao mơ ước, biết chưa? Phỏng đoán chờ ngươi có tư cách tiến vào huyết linh bí cảnh, vậy cũng nên là trăm năm sau đi. Ha ha! Diệp Thần căn bản không dự định để ý tới loại người này, đưa tay ra, vốn định lùi về, nhưng là nghe được luân hồi mộ địa truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Đè xuống đi, sẽ không bại lộ thân phận. Như vậy đơn giản. Đến từ huyết thất giả. Mấy ngày nay, Diệp Thần đã phát hiện huyết thất giả tựa hồ đối với huyết linh bí cảnh cực kỳ quan tâm. Bất kỳ quan hệ đến huyết linh bí cảnh tồn tại, cũng biết nhúng một tay. Bất quá có một chút có thể xác định, huyết thất giả không thể nào hại mình. Hắn vẫn là đưa tay ra, dựa theo ở trên tấm bia đá. Một màn này, ngược lại để cho Chu Diễm và Khâu Lân các người chú ý tới. Nghi ngờ, cười nhạt. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần thực lực không có tư cách khởi động tấm bia đá này, càng không thể nào đạt được lệnh bài thân phận. Nếu là không có tiến vào Thương Khung bảng người trên đụng chạm, bia đá thì biết cắn trả à. Chu Diễm cái này mới phản ứng được, vội vàng nhắc nhở Diệp Thần, nhưng là lúc đã chậm. Khâu Lân khóe miệng cười nhạt liền liền, thằng bụi đời chính là thằng bụi đời, như vậy tìm chết hành vi lại cũng dám làm. Tin không tin ngươi sẽ chết rất thảm, đây chính là Thương Khung. Lời còn chưa nói hết, một đạo tia sáng chói mắt lại đang bia đá trong lóe lên. Ánh sáng chói mắt thậm chí để cho rất nhiều người không mở mắt nổi. Khâu Lân và Chu Diễm cảm giác được không đúng. Dẫu sao ánh sáng chính là hạng tượng trưng. Chẳng lẽ, hai người vội vàng nhìn về phía bia đá. Dù là cực kỳ nhức mắt, ánh sáng thu liễm, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mấy cái màu vàng kim chữ viết trôi lơ lửng ra. Thương Khung bảng, 727, tán tu, Diệp Thí Thiên. Giờ khắc này, cả thế giới sơ sót an tĩnh lại. Khâu Lân vậy cười lạnh diễn cảm tựa như bị đọng lại. Thậm chí con người bên trong bao phủ một tầng kinh hoàng. 727. Xa không với tới con số. Thương Khung bảng có thể là cả Côn Lôn hư cường giả hạng. Hàm kim lượng cực kỳ cao. Một cái hạng chênh lệch có thể chính là rãnh trời. Càng không cần phải nói chênh lệch ước chừng hơn 100 tên. Đây không phải là mấu chốt nhất vậy bị hắn một mực giễu cợt mặt nạ thanh niên lại chính là Côn Lôn hư giết người không nháy mắt Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên lại cũng tới huyết linh bí cảnh. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình thái độ, Khâu Lân chính là cảm giác được sau lưng che lấp một tầng hàn ý lạnh như băng. Cái này là tới từ địa ngục dùng mình. Trễ giờ còn có canh ba, mọi người có thể ngày mai đứng lên xem tương đương. Giờ phút này, không chỉ Khâu Lân bị Diệp Thần giật mình. Liền chuẩn bị rời người Chu Diễm thân thể cũng là cứng ngắc. Hắn từ vừa mới bắt đầu giúp Diệp Thần, chính là lấy cường giả đối đãi người yếu thái độ. Bây giờ chớp mắt bây giờ, cái này cái gọi là tên yếu cư nhiên trở thành xa không với tới tồn tại. Hắn vô số lần nghe nói qua Diệp Thí Thiên cái này ba chữ ẩn chứa hàm nghĩa. Thậm chí mấy ngày trước, Thương Khung bảng dị biến, lại là tạo thành oanh động không nhỏ. Ai cũng không nghĩ ra Diệp Thí Thiên danh tự này lại từ chót nhất đuôi vượt qua đến 727 mấy con số này. Đủ để nghịch thiên. Mà trước mắt cái này người nghịch thiên ngay tại trước mặt hắn.
chung quanh hết thảy cũng chớp nhoáng đổi được an tĩnh. Vô số đạo ánh mắt cơ hồ phong tỏa Diệp Thần, liền liền những cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả cũng là chú ý tới Diệp Thần. Bọn họ mưu toan nhìn thấu Diệp Thần hết thảy, nhưng phát hiện quay đầu lại, không có bất kỳ tư cách. Điều này không khỏi làm bọn họ nhớ tới một câu nói, làm ngươi đưa mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn ngươi. Bây giờ bọn họ chính là loại cảm giác này. Thời khắc này Diệp Thần có chút hoảng hốt. Hắn nhìn trong tay lệnh bài thân phận có chút nghi ngờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, hạng của mình rõ ràng là 900 tới tên. Làm sao đột nhiên trực tiếp vượt qua đến 700? Còn nữa, tại sao có Diệp Thí Thiên cái này ba chữ? Chẳng lẽ thương khung trên bảng còn có hai cái tên chữ? Mình một người chiếm hai cái. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Còn không có cùng Diệp Thần phản ứng, hắn chính là nghe được sau lưng truyền tới một tiếng ủm tiếng. Thân thể một chuyển, chính là phát hiện mới vừa rồi cả vú lấp miệng em Khâu Lân đã quỳ ở trước người của hắn. Diệp tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin Diệp tiên sinh tha ta một cái mạng nhỏ. Nếu như ta biết dưới mặt nạ là ngài, tuyệt đối không dám ra tay. Ta nguyện ý vả miệng trăm hạ để cầu được tiên sinh tha thứ. Sau đó, chính là truyền tới từng đạo bót bót tiếng. Đây là Khâu Lân sau cùng cầu sinh muốn. Diệp Thí Thiên nhưng mà nổi danh bạo nóng này, bất kỳ sự việc đều là dùng giết để giải quyết. Mới vừa rồi yên lặng chính là bão táp đêm trước. Dù là bỏ ra bất cứ giá nào, hắn đều phải lắng xuống gió bão này. Dẫu sao mạng nhỏ nhất muốn chặt. Diệp Thần ánh mắt từ đầu đến cuối lãnh đạm, đối với loại này tên hề nhảy nhót, hắn không chút nào động thủ sao sao. Nhưng là không đại biểu Diệp Thần không truy cứu. Hắn nhìn lướt qua Khâu Lân, nhàn nhạt nói, cắt mất một cái tay, sau này không nên xuất hiện ở ta tầm mắt, ta liền không giết ngươi. Khâu Lân ngẩn ra, muốn phải phản bác, nhưng phát hiện căn bản không biết nói gì. Nếu như cái này sát thần tự mình động thủ, thì không phải là cắt mất một cánh tay đơn giản như vậy. Hắn do dự mấy giây, trong tay quạt xếp hướng về phía cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái. Ngay tức thì máu tươi ngay tức thì tựa như suối phun, một cánh tay trực tiếp gãy lìa. À, hắn không nhịn được kinh hô thành tiếng, sau đó đứng lên sâu đậm nhìn một cái mang mặt nạ Diệp Thần, nắm lên gãy lìa cánh tay, hướng bên ngoài vội vàng đi tới. Mấy giây sau đó, Chu Diễm cũng là đi lên. Chắp tay nói, Diệp tiên sinh, mới vừa rồi là Chu Diễm đường đột, coi như ta không ra tay, sợ rằng Diệp tiên sinh cũng có thể đối phó. Diệp Thần đối với Chu Diễm ấn tượng không tính là kém, trọng yếu nhất chính là, Chu Diễm biết rõ huyết linh bí cảnh. Chí ít có thể từ trên tay đối phương đạt được một ít hữu dụng tin tức. Dưới mắt thân phận của hắn là Diệp Thí Thiên, vậy Hàn Đạo Sơn muốn cản đoạn mình cũng không khả năng. Cho nên hắn có thể yên tâm tiến vào. Chu Diễm tựa hồ phát giác Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, liền cởi mở nói, Diệp tiên sinh, ngài phỏng đoán là lần thứ nhất tới Hàn gia chi địa, đối với rất nhiều chuyện tình đều chưa quen, yên tâm, ta Chu Diễm có thể không phải lần thứ nhất tham gia huyết linh bí cảnh, ta đối với chung quanh hết thảy đều là cực kỳ quen thuộc, nói ta là nơi này sống bản đồ cũng không quá đáng, nếu không, Diệp tiên sinh, chúng ta cùng nhau họp thành đội đi được không? Bất kỳ sự việc đều nghe ngươi phân phó. Chu Diễm biết Diệp Thí Thiên đáng sợ, nếu như có thể đem mình và trước mặt thần bí thanh niên trói, hắn ít nhất có 80% tỷ lệ từ bên trong còn sống đi ra. Diệp Thần suy nghĩ một chút hỏi. Chu Diễm, huyết linh bí cảnh lúc nào mới có thể bước vào? Chu Diễm tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt thanh niên lại liền loại chuyện nhỏ này cũng không biết. Hắn chỉ có thể giải thích nói, Diệp tiên sinh. Bởi vì ngày hôm qua Hàn Đạo Sơn và một vị kêu Diệp Thần tiểu tử phạm vào mâu thuẫn, bí cảnh mở ra thời gian có biến, ngày mai chính là huyết linh bí cảnh mở lúc đó, chỉ bất quá chúng ta những thứ này tán nghỉ không thể đi cửa chính, huyết linh bí cảnh phía nam có một cái tiểu cửa vào có chút nguy hiểm, đây là chúng ta tán tu bước vào bí cảnh đường tắt duy nhất. Lại là như vậy, Diệp Thần nhướng mày một cái, tò mò đến, những cái kia đại tông môn đệ tử đâu? Diệp tiên sinh có chỗ không biết, đại tông môn đệ tử và thế lực đều có chuyên môn tiến vào lối đi, và chúng ta đãi ngộ hoàn toàn không cùng. Bọn họ tiến vào bí cảnh truyền tống khu vực là huyết linh bí cảnh trung tâm, mà chúng ta, thì phải nghĩ đủ phương cách tiến vào đến trung tâm đi,
ta nói nguy hiểm chính là chúng ta muốn đi vào huyết linh bí cảnh hung thú khu vực. Diệp tiên sinh, cái thế giới này có rất nhiều không công bình, có ít thứ chúng ta sanh ra không có, sau này muốn có sẽ rất khó, nhiều năm như vậy ta liều mạng tu luyện, chính là muốn vượt qua và những tông môn kia thiên tài giữa khoảng cách, ta bước vào thương khung bảng vốn cho là rút nhỏ không thiếu, nhưng là bây giờ xem ra, chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn, huyết linh bí cảnh là ta cùng người bình thường duy một cơ hội trở mình. Diệp thần gật đầu một cái không có nói gì nhiều, vỗ một cái Chu Diễm bả vai, vậy ta đi trước, ngày mai cửa vào mở ra thời điểm tạm biệt đi. Chu Diễm kích động nói Diệp tiên sinh, sáng sớm ngày mai 8 giờ chúng ta ở chỗ này không gặp không về. Xem ra Diệp Thí Thiên đối với mình ấn tượng không tệ, mình thật tốt nắm cơ hội này. Diệp thần rời đi Hàn gia chi địa, lấy xuống trên người hết thảy trói buộc, chuẩn bị đi tìm Viên Lão và Kỳ Lâm, nhưng là phát hiện sau lưng có hai đạo hơi thở cướp tới. Chân hắn bước dừng lại, mới vừa muốn động thủ, nhưng là phát hiện cái này hai đạo thân ảnh là Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh. Hôm nay Mạc Ninh mang cái khăn che mặt, cả người quần áo trắng váy đầm dài ngược lại là tung bay lâng lâng. Diệp thần, cuối cùng tìm được ngươi, ta nhưng mà thật vất vả thoát khỏi Mạc gia trưởng lão, còn nữa, ngươi cái này tiểu đệ ngược lại là thú vị, biết ngươi xảy ra chuyện sau đó, trực tiếp và ta phụ thân ồn ào một chiếc, nếu như không phải là nể tình xưa, ngươi cái này tiểu đệ có thể đã sớm mất mạng. Mạc Ninh nói xong, Diệp Lăng Thiên chính là một bước ra, quỳ một chân xuống, thuộc hạ bất lực, để cho điện chủ bị sợ hãi. Nếu như lại để cho ta đụng gặp những tên kia, ta coi như thần hồn cụ diệt, cũng phải đem những cái kia làm nhục điện chủ người kéo xuống suối vàng. Diệp thần cười một tiếng, một cái tay đỡ dậy Diệp Lăng Thiên, không ngại, có ít thứ vẫn là phải trả lại, hết thảy cùng ngày mai huyết linh bí cảnh mở sau đó thấy rõ. Nghe được câu này, Mạc Ninh kinh ngạc mấy phần, Diệp thần, người nổi cơn gì? Ngươi cũng đi huyết linh bí cảnh, ngươi có biết ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi muốn giết ngươi, nhưng mà xếp hàng thành đội ngũ thật dài, vậy chiều dài cũng có thể vây Hàn gia chi địa một vòng. Diệp thần đã cứu Mạc Ninh, tương đương với nàng ân nhân cứu mạng, nàng tự nhiên không hy vọng Diệp thần chỉ như vậy chết hiểu. Diệp thần, còn nữa, ngươi đừng hy vọng ta Mạc gia cho ngươi số người, ta mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng là phụ thân bên kia đã phong tỏa hết thảy. Ta duy nhất có thể tranh thủ chính là để cho Diệp Lăng Thiên đi theo ta tiến vào huyết linh bí cảnh. Đây cũng là ta bây giờ tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu, nếu như ngươi gật đầu, Diệp Lăng Thiên ta sẽ xử lý, nếu như ngươi lắc đầu, ta không biết nhúng tay. Diệp Lăng Thiên nghe được Mạc Ninh mà nói, trực tiếp đối với Diệp thần nói, điện chủ, ngươi đi đâu ta đi ngay kia. Đây là gia tộc sứ mạng. Diệp thần cười một tiếng, phân phó nói, Lăng Thiên. Lần này ngươi liền theo Mạc gia tiến vào đi, còn như ta, không cần lo lắng, chúng ta tự nhiên sẽ ở bên trong gặp mặt. Huyết linh bí cảnh có cái này rất nhiều cơ duyên, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng mà điện chủ, ngài, không cần nhưng là, dựa theo ta nói làm, coi như là ta ở bên trong tìm kiếm một ít cơ duyên đi. Diệp thần nói, Diệp Lăng Thiên chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì đây là điện chủ mệnh lệnh. Hắn phải tuân theo. Mạc Ninh nếu lấy được câu trả lời, liền nói cáo từ, Diệp thần, ta thân phận bây giờ rất đặc thù, không thể ở chỗ này ở lâu, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, ban đầu thiếu ngươi tình, ta cũng biết nghĩ biện pháp vẫn còn cho ngươi. Trước khi rời đi, khuyên nữa ngươi một câu, dù sao cũng không nên đánh huyết linh bí cảnh chủ ý. Ngươi một người không cách nào chống lại toàn bộ Côn Lôn hư. Diệp Lăng Thiên, theo ta đi, nếu như chờ ta phụ thân phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mạc Ninh nói tiếng nói tràn đầy không thể nghi ngờ, Diệp Lăng Thiên mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, vẫn là đi theo lên. Điện chủ yên tâm, Lăng Thiên nhất định sẽ bắt được bên trong tốt nhất cơ duyên. Đưa đi Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh sau đó, Diệp thần chính là đi tới bờ sông, ngồi xếp bằng. Trên người hắn đã có một ít đột phá thời cơ. Chỉ bất quá mình một mực áp chế mà thôi, khi tiến vào huyết linh bí cảnh trước, cũng nên đột phá một phen, chí ít có thể để cho chuyện mình trạng thái khôi phục lại cao nhất. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, Diệp thần từ trong tu luyện tỉnh lại, khí tức trên người đã ổn định ở Thánh Vương cảnh tầng thứ 6. Trong mắt bên trong thậm chí mang một tia kiên quyết. Diệp thần nhìn một cái hang động phương hướng,
cái này mấy ngày, Viên lão đều ở đây mang Kỳ Lâm tu luyện. Đây là Kỳ Lâm mình yêu cầu. Nàng rời đi Thiên Lam Tông, muốn lại bước vào cơ hồ không thể nào. Thiên Lam Tông tương đương với Phong Sát liền nàng, muốn cường đại hơn, Viên lão là trước mắt mà nói duy nhất có thể. Cũng may Viên lão đáp ứng Diệp Thần chiếu cố Kỳ Lâm, chỉ điểm một ít tu luyện và võ học hay là làm đến. Diệp Thần đứng lên, nhìn một chút thời gian, chính là đeo lên mặt nạ hướng Hàn Gia Chi Địa đi. Cùng lúc đó, Hàn Gia Chi Địa một nơi trên quảng trường to lớn. Tiếng người ồn ào, cường giả san sát, Côn Lôn hư rất nhiều cao cấp tông môn và cao cấp thiên tài đều ở đây hắn liệt. Cái này cùng Kính Nước tiên sinh cử hành thiên tài cuộc chiến có thể không giống nhau. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không thể so sánh. Cao cấp tông môn thiên tài căn bản không biết tham gia cái gọi là thiên tài chi so, chỉ có bí cảnh mới có thể hấp dẫn bọn họ. Mà trên quảng trường rất nhiều gia tộc và tông môn dẫn đội thiên tài đệ tử, bất kỳ một người nào, chỉ cần không chết hiểu, trăm năm sau đó, nhất định thành là Côn Lôn hư quy tắc lập ra người. Thà nói là đây là một tràng bí cảnh, không bằng nói là phát triển mạng giao thiệp và thực lực xã hội thượng lưu. Kỷ Tư Thanh đứng ở Thiên Lam Tông khu vực, cái khăn che mặt bọc, khí tức trên người cường thế đến mức tận cùng, cái này mấy ngày, ở sư phụ thiên tài địa bảo đống triệt dưới, cảnh giới của nàng đã bước vào đạo nguyên cảnh tầng thứ ba. Dõi mắt thanh niên tài tuấn, vậy đủ để khủng bố. Thậm chí ở thương khung trên bảng hạng vậy tiến về trước không thiếu. Chẳng qua là Kỳ Tư Thanh đối với tốc độ nhanh như vậy đột phá, có chút lo âu, căn cơ bất ổn, nóng lòng cầu thành chỉ sẽ để cho đan điền càng phát ra nguy hiểm. Sau này bước vào đế tôn cảnh, muốn tiến hơn một bước cũng không khả năng. Nàng con ngươi nhìn một cái chung quanh, không có quá nhiều quen thuộc người. Kỳ Lâm đến bây giờ còn không có tung tích, nàng trong lòng mơ hồ có dũng khí bất an cảm giác. Ngay tại lúc này, Hàn Đạo Sơn xuất hiện ở trên đài cao. Trên cao nhìn xuống quét nhìn mọi người. Hôm nay ngày gì, chư vị đang ngồi thiên tài so ta trả hết, ta Hàn gia không thích nói nhảm. Nhưng là có mấy lời, vẫn phải nói ở trước mặt. Thứ nhất, lần này bước vào huyết linh bí cảnh, sống chết không để ý, bất kể là ai chết ở bên trong đều cùng ta Hàn gia không có bất luận quan hệ gì, cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại, lời như vậy hẳn không cần ta phải nói lần thứ hai. Bây giờ nếu như có người muốn thối lui ra, ta Hàn gia tuyệt không hai lời. Thứ hai, huyết linh bí cảnh trong trừ hung thú nguy cơ trở ra, còn có đếm không hết nguy hiểm, nhất là cần phải chú ý là, bên trong có mấy vị đã từng uy hiếp Côn Lôn hư an nguy cường giả. Những cường giả này cố nhiên bị phong ấn mấy phần, nhưng là như cũ cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi trên người có lệnh bài thân phận, tùy thời có thể dùng máu tươi mở ra lệnh bài cấm chế, sau đó rời đi. Nhưng là một khi rời đi, lại không thể lại bước vào huyết linh bí cảnh. Thứ ba, lần này huyết linh bí cảnh thời gian có biến, một tháng thời gian, nếu như không kịp thời đi ra, các ngươi sẽ gặp vĩnh cửu niêm phong ở bên trong, đây không phải là nói chuyện giật gân. Nhớ lấy. Thứ tư, người bất kỳ từ bên trong lấy được đồ, đều phải mặc cho chúng ta chọn một kiện. Không có chúng ta tổ tiên, cũng chưa có các ngươi tiến vào huyết linh bí cảnh cơ hội. Lời nói lạnh như băng vang khắp, nhưng là đưa tới một phiến xôn xao. Mình liều mạng lấy được cơ duyên còn muốn cho những thứ này đại năng chọn, đây là suy luận gì? Quay đầu lại vẫn là người khác làm đồ cưới. Các ngươi có gì dị nghị không? Có ý kiến khác trực tiếp đứng ra. Hàn Đạo Sơn không vui thanh âm vang lên. Mặc dù mọi người trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng là lại không có người bất kỳ dám đứng ra chống đối. Cuối cùng. Huyết linh bí cảnh, chúng ta trừ vị ở đây lão gia cũng vào không được, nhưng là có một người ngoại trừ, đó chính là ta Hàn gia tổ tiên, thấy ta Hàn gia tổ tiên, không thể quá độ chuyện trò, càng không thể nhắc tới huyết linh tộc cái này ba chữ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta phải nói chính là những thứ này, bây giờ báo danh tên trực tiếp tiến vào. Hàn Đạo Sơn hít sâu một hơi, trực tiếp sử dụng một bức họa xem. Bức họa nhẹ nhàng ném đi. Mười mấy vị đế tôn cảnh cường giả máu tươi bắn ra. Cơ hồ ngay tức thì, bức họa trong chính là phát ra một đạo yếu ớt trận mang. Trận mang chung quanh có chữ viết cổ xưa vần quanh. Rất nhanh liền đem mờ tối quảng trường theo được sáng như ban ngày. Đồng thời, một tọa bia đá to lớn bên trong, xuất hiện một đạo đồ sộ lỗ hồng lớn.
chỗ rách bên trong có chân khí cuồn cuộn, cực kỳ đậm đà. Bí cảnh mở, rốt cuộc mở ra. Có người kích động nói. Tại chỗ tất cả thiên tài tựa như đều bị hấp dẫn. Liên liên quảng trường vòng ngoài mang mặt nạ Diệp Thần, cũng là cảm nhận được trong cơ thể tiên máu sôi trào. Thậm chí trong luân hồi mộ địa huyết thất dạ mộ bia vậy đang kịch liệt run rẩy. Tựa như chờ đợi giờ khắc này, quá lâu. Thằng nhóc, tiến vào huyết linh bí cảnh sau đó, lập tức đi phía nam huyết linh cốc, phải mau. Huyết thất dạ thanh âm dồn dập truyền tới. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với lần này đã sớm không có thấy lạ. Ông, làm trận mang đạt đến mức tận cùng thời điểm, bức họa ngay phía trên đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chập chờn. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được không gian rung động. Rung động không ngừng mở rộng, bắn ra một đạo thang trời, đứng ở bia đá vậy chỗ rách. Ngay bây giờ, bước vào trong đó. Theo Hàn Đạo Sơn lời nói rơi xuống, những cái kia thế lực cao cấp và tông môn nhân vật thiên tài, rối rít hướng bên trong đi. Rất sợ trễ một bước liền đã bỏ lỡ cơ duyên. Thang trời nhập huyết linh, đây là vì sao cùng nguy nga. Diệp Thần trong lòng cũng bị rung động mấy phần, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Diễm, nói chúng ta vậy lên đường đi. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng thang trời đi, nhưng là bị sắc mặt đại biến Chu Diễm ngăn lại, Diệp tiên sinh, ngày đó thang chỉ thuộc về cử đi học cường giả, còn như chúng ta. Vậy chúng ta nên làm sao đi vào? Chu Diễm thở dài một tiếng, chỉ không gian rung động chung quanh nứt ra một ít cửa hang, chúng ta chỉ có thể từ nơi đó tiến vào. Diệp Thần nhìn một cái những cái kia rung động, thiếu chút nữa tức giận khạc ra một ngụm máu tươi. Như vậy cửa hang, chỉ bất quá mấy chục cm mà thôi, đây là muốn hắn bỏ qua. Tán tu cứ như vậy không có nhân quyền. Diệp tiên sinh, đây là cho tới nay quy củ, xin hãy tha lỗi, nhịn một chút là tốt. Chu Diễm nói. Sau đó, chính là truyền tới Hàn Đạo Sơn lạnh như băng lời nói, các ngươi những thứ này tán tu. Còn lo lắng cái gì, muốn vào hãy mau vào. Nếu không liền cho hết ta cút đi. Đối với Hàn Đạo Sơn mà nói, những thứ này tán tu không có quá nhiều tài nguyên, đối mặt một năm rưỡi sau sự việc, tự nhiên không thể phát huy tác dụng gì. Nhưng là cơ hội vẫn là cho, vạn nhất bên trong ra đời một vị đế tôn cảnh đâu. Theo Hàn Đạo Sơn nói dứt lời hạ, lập tức có tán tu chật vật chui vào. Bởi vì vết nứt không gian quá nhỏ, chỉ có thể quỳ bò vào. Có mấy người lại là sắc mặt đỏ lên. Đãi ngộ không công bình, đối với bọn họ mà nói chính là làm nhục. Mấy phút thời gian, phần lớn tán tu đều đã chật vật tiến vào. Duy chỉ có Diệp Thần và Chu Diễm còn không có lên đường. Diệp tiên sinh, thời gian xong hết rồi, ngươi như không đi nữa, ta có thể phải đi. Chu Diễm đã cảm nhận được Hàn Đạo Sơn ánh mắt lạnh như băng bắn tới đây, hắn cũng không dám đắc tội. Cùng Chu Diễm tiến vào trong đó sau đó, Diệp Thần vẫn không có động. Không thiếu đế tôn cảnh cường giả chú ý tới mang mặt nạ Diệp Thần. Cái này tán tu là thế nào? Chẳng lẽ như cơ duyên này hắn còn không muốn? Liền hạ mình cũng không làm được, loại người này sau lưng không có thế lực, muốn trưởng thành quá khó khăn. Thằng nhóc này tên gì? Làm sao chưa từng gặp qua? Hàn Đạo Sơn cũng là nhíu mày một cái, tức giận nói, chính là tán tu. Chẳng lẽ quỳ xuống tiến vào còn khó hơn là ngươi không được? Diệp Thần lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua Hàn Đạo Sơn, hừ lạnh một tiếng, chính là hướng không gian rung động đi. Cái ánh mắt này tràn đầy sát ý, hơn nữa còn là không có chút nào thu liễm. Hàn Đạo Sơn diễn cảm có chút không đúng, một cái tán tu lại vẫn dự định giết hắn. Đây là cái gì huyết hải thâm cừu? Mấu chốt có tư cách sao? Hắn vừa định câu hỏi. Nhưng là phát hiện cái đó mang mặt nạ thanh niên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm trực tiếp bổ ra, rung động không có phản ứng chút nào. Đám người vây xem nhất thời truyền tới cười to một tiếng. Không tự lượng sức tiểu tử, người có thể biết cái này trong bí cảnh ẩn chứa trận pháp có cường đại dường nào, chỉ bằng ngươi loại này thực lực còn muốn phá vỡ, thật là buồn cười. Thằng nhóc này tên gì, sợ là kẻ ngu đi, chẳng lẽ là cái gì tôn quý thân thể. Liền quỳ xuống cũng không đủ cách. Ta và tán tu đã từng quen biết, nhưng là thật đúng là không gặp qua cái nào tán tu như thế rốt nát. Đám người cười ầm lên, cũng không thể nhiễu loạn Diệp Thần tâm cảnh. Hắn nhắm mắt lại,
rồi sau đó đột nhiên mở ra, một giây kế tiếp, màu đỏ thần lôi vờn quanh cánh tay. Huyết Long, người vậy đi ra, giúp ta phá vỡ cái này không gian rung động. Long ngâm vang khắp, một cái huyết long trực tiếp từ Diệp Thần trong thân thể chui ra, lại là đụng rung động đi. Đụng, rung động không ngừng chấn động. Một tiếng lại một tiếng. Một màn này quá mức nguy nga, ai cũng không nghĩ ra mang mặt nạ vị kia tán tu lại vẫn là ngự long người. Liền liền Hàn Đạo Sơn cũng là nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người. Tựa như muốn nhìn thấu. Nhưng là Diệp Thần khí tức trên người tựa như bị đại năng che đậy. Hắn không thể nhìn ra chút nào. Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang khắp. Đang lúc mọi người ánh mắt dưới, lại phát hiện không gian rung động xuất hiện một đạo lại một đạo tan vỡ dấu vết. Mọi người ngừng thở, lại là bàn luận sôi nổi. Ai cũng không nghĩ ra lần này lại có hung tàn như vậy tán tu. Sức một mình, muốn phá vỡ cái này tán tu thấp cùng cửa vào. Gia chủ, người nọ như vậy phá hoại bí cảnh trận pháp, có cần hay không ngăn trở? Hàn Đạo Sơn bên người một vị lão giả nói. Hàn Đạo Sơn hừ lạnh một tiếng, cầm cái này tán tu mang tới ta trước mặt, mới vừa rồi người này bộc phát ra cực mạnh ý định giết người, loại người này, tuyệt đối không thể lưu. Lão kia người sát ý phóng thích, ngay tức thì hướng Diệp Thần nhanh chóng lao đi. Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được sau lưng ông già, hắn hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, mi tâm bất diệt lửa và ma tộc lực đồng thời mở, thân thể lại là truyền tới đùng đùng tiếng vang. Rồi sau đó, một quyền đụng vào huyết long đụng phạm vi trên. Bành! Ngọn lửa bắn ra bốn phía, sấm sét ngang dọc. Một tiếng kinh thiên vang lớn, vậy nguyên bản cực nhỏ rung động cửa hang, lại trực tiếp nổ. Trên bầu trời, sấm sét không ngừng rơi xuống, toàn bộ quảng trường gió lớn phun trào. Tựa như ngày tận thế. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn. Huyết linh bí cảnh rung động lại bị một vị tán tu một quyền đánh bể. Trời à! Cái này mẹ hắn thật là tán tu. Đây chính là một quyền à! Mà giờ khắc này, rung động chỗ, cuộn sạch ra một đạo hấp lực cường đại. Diệp Thần trên người đồ dạo phố đều bị bên trong đánh tới sức lực gió hủy đi, lại là xuất hiện từng đạo chỗ rách và vết máu. Huyết Long nhận ra được Diệp Thần gặp nguy hiểm, chính là vần quanh ở Diệp Thần chừng. Gắt gao bảo vệ. Thằng nhóc, nhắm mắt lại, bất diệt lửa bọc toàn thân. Mau! Trong luân hồi mộ địa huyết thất dạ thanh âm lần nữa truyền tới. Diệp Thần biết rõ như vậy giọng, tất nhiên phiền toái, không do dự nữa, bất diệt lửa vờn quanh toàn thân. Nháy mắt tức thì, huyết linh bí cảnh ở giữa hấp lực bỗng nhiên mở rộng, Diệp Thần toàn bộ thân thể tựa như hóa là một đoàn ngọn lửa trực tiếp bị hút vào trong đó. Rung động bỗng nhiên khép lại. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cả thế giới vào giờ khắc này chớp nhoáng an tĩnh lại. Yên lặng sau này, chính là một phiến xôn xao. Cái này tán tu rốt cuộc là ai? Mới vừa rồi một quyền kia lực lượng lại có hơn đạo thuộc tính. Huyết Long, ngọn lửa, thần lôi, thậm chí ta còn từ đối phương trong một kích cảm nhận được luyện thể lực lượng. Côn Lôn Hư lúc nào xuất hiện loại này thiên tài yêu nghiệt? Thằng nhóc này hẳn ở thương khung trên bảng, hắn tên thứ mấy? Đúng, tán tu tiến vào huyết linh bí cảnh thấp nhất yêu cầu chính là thương khung bảng, dựa theo đối phương mới vừa rồi thực lực, sợ rằng ở thương khung bảng trước 800 đi. Mọi người bàn luận sôi nổi. Ngay tại lúc này, một cái ông già lật ra bản danh sách, ngón tay bắt pháp quyết, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Người này chính là Diệp Thí Thiên, đã từng vang khắp Côn Lôn Hư Diệp Thí Thiên. Không nghĩ tới à, cái này Diệp Thí Thiên xa so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Nghe được Diệp Thí Thiên cái này ba chữ, nguyên bản kinh hãi mọi người, diễn cảm càng phát ra cổ quái. Diệp Thí Thiên danh tự này, ra ý liệu, nhưng lại ở tình lý bên trong. Mấu chốt, cái này sát thần làm sao tiến vào huyết linh bí cảnh? Chỉ cần có cái này sát thần ở địa phương, liền không được an bình à. Hàn Đạo Sơn nhìn Diệp Thí Thiên đi xa địa phương, con người thoáng qua một tia sát ý. Nếu như là người khác đối với mình phóng thích sát ý, hắn có thể sẽ không quan tâm. Nhưng là cái này Diệp Thí Thiên ở Côn Lôn Hư làm ra nhiều chuyện quá mức quỷ dị. Vô căn cứ xuất hiện, vô căn cứ biến mất. Bất kỳ Diệp Thí Thiên muốn giết người,
cũng không có sống sót. Tên này giống như ác ma tới từ địa ngục vậy, không ngừng chiếm đoạt người khác sống chết. Loại người này sớm muộn là cái mối họa, phải chém chết. Nguyên bản đuổi theo giết Diệp Thần ông già trở lại Hàn Đạo Sơn bên người, lão gia, vậy Diệp Thí Thiên đã tiến vào bí cảnh, tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Hàn Đạo Sơn nhàn nhạt nói, trận pháp kia bị phá vỡ, vòng xoáy hấp lực không biết cầm thằng nhóc này đưa đi nơi nào, một tháng này thời gian, coi như Diệp Thí Thiên may mắn sống sót, đến lúc đó vẫn là phải đi ra, hắn một khi đi ra, ta thì có thiên vạn loại phương pháp để cho thằng nhóc này chết không có chỗ chôn. Người khác sợ hãi cái này Diệp Thí Thiên, ta có thể không úy kỵ. Huyết linh bí cảnh. Trên bầu trời đều là huyết quang, một vòng huyết nguyệt treo cao bầu trời mênh mông. Toàn bộ bí cảnh cũng lộ vẻ được vô cùng xào xạc. Một dòng suối nhỏ trên. Một cái trần trụi lộ nửa người trên thanh niên nằm ở nước bờ thay nhau chi địa, nước suối xẹt qua thanh niên lãnh ngạo gương mặt. Có thể thấy được, thanh niên thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng. Thanh niên chính là Diệp Thần. Một quyền đánh bể trận pháp kia lực lượng, cố nhiên rất tuấn tú, nhưng là cho đến bị hút vào cái này bí cảnh bên trong, Diệp Thần mới bừng tỉnh, mình chơi quá lớn. Hôn mê đang lúc, Diệp Thần sau lưng một đạo ánh sáng lóe lên. Một cái lông xù mèo chính là đứng ở Diệp Thần trên mình. Tiểu Hoàng nhìn một cái Diệp Thần, lắc đầu một cái, không có ta, tên này còn chưa để cho người đỡ lo à. Nó đẩy một cái liền Diệp Thần, nhưng là người sau không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên, nó nghĩ tới điều gì, đi thẳng tới bên dòng suối nhỏ, ủng ục uống mấy ngụm nước. Sau đó... đi tới Diệp Thần trước mặt, phốc nước suối trực tiếp phun ở Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi thấy Tiểu Hoàng, chống đỡ thân thể ngồi dậy, Tiểu Hoàng, ngươi làm sao đi ra? Tiểu Hoàng nhảy đến Diệp Thần trên bả vai, nhìn một cái chung quanh, sợ rằng đây chính là huyết linh bí cảnh, nơi này linh khí có chút kỳ quái, ngươi cẩn thận là hơn. Bất quá, chỗ này ngược lại là rất thích hợp ta mắt đỏ. Ta có thể cảm giác được ta mắt đỏ đang hấp thu trong này năng lượng. Diệp Thần nghe được Tiểu Hoàng nói tiếng nói, nhìn lướt qua Tiểu Hoàng, quả nhiên, Tiểu Hoàng vậy con ngươi màu đỏ đang lóe lên quỷ dị ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cổ xưa phù văn ở bên trong không ngừng lưu chuyển. Tiểu Hoàng, người con ngươi màu xanh ta biết là cái gì, nhưng là con ngươi màu đỏ rốt cuộc có ích lợi gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Tiểu Hoàng không trả lời. Mà là nghiêm túc nói, chớ để ý, người con mẹ nó rốt cuộc truyền đến cái gì chó má địa phương. Diệp Thần. Diệp Thần theo Tiểu Hoàng ánh mắt hướng một phương hướng quét tới, lòng đất truyền đến cực mạnh chấn động ý. Trong không khí thậm chí có nhàn nhạt máu tanh chi vị. Chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Một giây kế tiếp, Diệp Thần thấy vạn trượng bụi đất đang hướng bên này nhanh chóng bao vây tới. Bụi đất càng ngày càng gần. Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ, dõi mắt nhìn lại, mỗi một khối khu vực đều là đông nghịt một phiến. Mấu chốt cái này tối om om vật, tất cả đều là trên mình tràn đầy huyết khí hung thú. Chúng đang điên cuồng hướng bên này vọt tới. Cái này hung thú số lượng, căn bản đếm không hết, tựa như một phiến màu đen đại dương, một khi bị chiếm đoạt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Chúng trà đạp mặt đất, chỗ đi qua, rừng rậm bị trà đạp, đồi bị san bằng. Bất kỳ sự vật, đều hóa thành đầy đất bừa bãi, mảnh vỡ. Mấu chốt Diệp Thần còn mơ hồ bây giờ thấy được mấy đạo thân ảnh. Hẳn là vừa dứt nhập vùng lân cận tán tu. Những thứ này bóng người, toàn bộ bị biến dạng. Trong không khí máu tanh chi vị càng ngày càng đậm, thậm chí để cho người khô ói. Máu kia vị lượn lờ tại thương khung dưới, giống như thực chất, để cho không gian đổi được vô cùng uy nghiêm. Hung thú càng ngày càng đến gần. Tốc độ cực nhanh, đã đến Diệp Thần trăm mét ra. Tiểu Hoàng, chúng ta thật giống như không có đường lui. Diệp Thần trong tay đã lấy ra cửu u thí thiên thương, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Tiểu Hoàng đứng ở Diệp Thần trên bả vai, thần sắc phức tạp, đã như vậy, liền mở một đường máu đi, chỗ này là thú triều trung tâm, rất nguy hiểm, chúng ta không có lựa chọn. Lời nói vừa dứt, như thủy triều hung thú chính là cuồng bạo tới. Chu vi trăm mét đất đai đều cơ hồ lõm xuống, chung quanh không ngừng bắn ra bốn phía khí tức cuồng bạo, đủ đánh sụp người bất kỳ tâm lý phòng tuyến. Thú móng, đệ ấn mang theo huyết khí và lực lượng hướng Diệp Thần cắn nuốt.
Diệp Thần trường thương bắn ra. Không có bất kỳ do dự, sử dụng phá thiên tam tuyệt thương. Thương ý trên không trung múa, tựa như hóa là một cái lưới lớn, bọc đi. Lưới lớn có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy phần, nhưng là rất nhanh, liền bị xé. Diệp Thần vội vàng bước ra một giọt máu tươi, ngón tay càng là nhanh bắt pháp quyết, 16 viên linh thạch trực tiếp bắn ra. Làm trận pháp thế, một đạo bình phong che chở ngay tức thì muốn trở thành. Nhưng là cố nhiên trận pháp bình phong che chở cường thế, bị không ngừng va chạm, bình phong che chở xuất hiện từng đạo vết rách. Trời à! Diệp Thần trong lòng mắng người dự định đều có. Bất đắc dĩ, Diệp Thần trực tiếp xông vào bầy thú bên trong, từng đạo thương ý tựa như hóa là một cái hàng dài hướng bốn phương tám hướng tàn phá. Hung thú ở như vậy lực lượng dưới, rối rít hóa là xương máu. Nhưng là có ích lợi gì? Chết một nhóm, lại xông lên một nhóm. Tiếp tục như vậy nữa, tinh lực và đan điền toàn bộ sẽ hao hết à. Hắn nhìn một cái trên bả vai Tiểu Hoàng, vốn cho là tên này giàu gì sẽ hỗ trợ, dẫu sao Tiểu Hoàng thực lực đủ khủng bố. Nhưng là lại không nghĩ rằng, tên này lại ngồi ở hắn trên bả vai, nhắm mắt lại, tựa như ngủ. Diệp Thần đã thành thói quen Tiểu Hoàng thời khắc mấu chốt tụt dây xích, chỉ có thể bất diệt lửa bao trùm toàn thân, tiếp tục chống cự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn không biết mình giết nhiều ít đầu hung thú. Mấy trăm đầu, cũng hoặc là mấy ngàn đầu, thậm chí mấy chục ngàn đầu. Nửa người trên tất cả đều là yêu thú máu. Máu tươi thậm chí để cho Diệp Thần tầm mắt mơ hồ. Hắn dù sao cũng là một người, rất nhanh liền kịch liệt thở dốc, cánh tay đều bắt đầu run rẩy. Đan điền chân khí cơ hồ khô kiệt. Bành! Một đầu hung thú ở Diệp Thần sau lưng kịch liệt đụng, một cổ cường đại lực lượng ngay tức thì xuyên thấu tới, Diệp Thần lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng Diệp Thần kịp phản ứng, nhưng là ngay tức thì bị hung thú chìm ngập. Diệp Thần trong lòng coi như là hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ tới, mình quay đầu lại là chết tại hung thú tay. Nhưng là rất nhanh, hắn cảm thấy không đúng. Những cái kia chạy như điên tới hung thú tựa như yên tĩnh lại, bước chân toàn đều dừng lại. Thậm chí ngay cả mặt chấn động cảm giác vậy dừng lại. Cái này, Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện trên bả vai Tiểu Hoàng sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu Hoàng, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, chợt ngẩng đầu lên, nhưng là phát hiện Tiểu Hoàng đang trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Miểu tiểu nhân thân thể mắt nhìn xuống nhiều người hung thú. Trên người huyết quang không ngừng tản ra, không chỉ như vậy, hắn vậy con ngươi màu đỏ nhưng là cực kỳ lạnh như băng. Lạnh như băng đến phảng phất là vua vạn thú. Đúng rồi, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hoàng huyết mạch trong cơ thể nhưng mà yêu vương máu à. Vạn thú thần phục, đám này hung thú lại coi là cái gì? Mấy giây sau đó, Tiểu Hoàng thân thể vững vàng tung tích, cuối cùng dậm ở một đầu thân thể ước chừng 2 mét cao hung thú trên. Ngươi lên đây đi, cũng may ta tinh huyết trong cơ thể đối với đám này hung thú có thể trấn áp, nếu không ta hai người chúng ta cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Tiểu Hoàng nói, Diệp Thần một bước bước ra, cưỡi ở một đầu màu đen sư tử đực trên. Tiểu Hoàng cũng là nhảy tới Diệp Thần trên bả vai. Ngươi mới vừa rồi là không phải đang chửi ta không đáng tin cậy. Diệp Thần ngẩn ra, khá là lúng túng cười một tiếng, làm sao có thể chứ? Tiểu Hoàng ngươi nhưng mà ta gặp qua đáng tin nhất linh thú. Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, ta không phải linh thú, vậy chớ đem ta làm linh thú, trên người ta huyết mạch có thể so với các ngươi người tu luyện cao quý không biết nhiều ít lần đây. Diệp Thần liếc một cái Tiểu Hoàng, hỏi, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Những hung thú này. Tiểu Hoàng khóe miệng lộ ra một đạo giảo hoạt nụ cười, đương nhiên là cao giọng tiến quân rồi. Nói không chừng ngươi vậy bạn gái nhỏ đang dầu sôi lửa bỏng bên trong đâu, những hung thú này mặc dù thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là thắng ở tính hơn, đế tôn cảnh cường giả chắc có thể nghiền ép, đáng tiếc không thể mang đi ra ngoài, nếu không vậy Hàn Đạo Sơn còn sợ cái rắm. Đúng rồi, luân hồi mộ địa vị kia để cho ngươi đi nơi nào tới? Huyết Linh Cốc. Được, đi, chúng ta đi ngay Huyết Linh Cốc. Ào ào thú triều chỉ như vậy bị Diệp Thần và Tiểu Hoàng điều khiển. Chẳng qua là không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đoạn đường này Diệp Thần không có lại nhìn thấy một người tu luyện bóng người. Theo lý mà nói, huyết linh bí cảnh không tính là quá lớn,
hẳn tổng có thể đụng tới mấy cái đi. Cùng lúc đó, một tòa cổ xưa thạch thất bên trong. Sáu ông già ngồi xếp bằng. Bọn họ quanh thân có một đạo màu máu ánh sáng. Màu máu ánh sáng tựa như một cái tuyến quấn vòng quanh sáu người. Mà sáu vị ông già đỉnh đầu nhưng là có một cái màn ảnh lớn, trên màn ảnh lớn là vô số hình ảnh tạo thành. Trong hình chính là lần này tham gia huyết linh bí cảnh thiên tài. Không lâu lắm, một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già mở mắt ra, hắn nhìn lướt qua trong hình mọi người, đưa tay ra, sờ một cái râu. Không nghĩ tới Côn Lôn hư những con kiến hôi kia lại cho chúng ta đưa con mồi, lần này, chúng ta nên săn giết nhiều ít. Còn lại năm vị ông già nghe được lời của lão giả cũng là mở mắt ra. Bọn họ rối rít nhìn lướt qua hình ảnh, khóe miệng cũng là cầu cười nhạt. Ban đầu những cái kia Côn Lôn hư thượng cổ cường giả lấy là cầm chúng ta phong ấn ở nơi này, là có thể nắm trong tay hết thảy, nhưng không biết cái này bí cảnh trở thành chúng ta công cụ, chỉ cần chúng ta hấp thu những thứ này thấp cùng rác rưởi trong đan điền năng lượng, lần này, như thế nhiều rác rưởi đi vào, đủ để cho chúng ta khôi phục đỉnh cấp thực lực. Đến lúc đó biến dạng cái này bí cảnh, thông báo huyết linh tộc trưởng lão, này đất chính là chúng ta nắm trong tay tồn tại. Những con kiến hôi này mưu toan chống lại, bọn họ căn bản không biết tu luyện cuối ở nơi nào, đế tôn cảnh, buồn cười. Nếu như không phải là ban đầu chúng ta huyết linh tộc xem thường, đám người này còn có thể sống sót. Được rồi, lời này không cần phải hơn nữa, được làm vua thua làm giặc, chúng ta dưới mắt vẫn là muốn như thế nào bắt lại đám này con kiến hôi đi, phỏng đoán những người này đều là Côn Lôn hư nhất, nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngay tại mấy vị huyết linh tộc ông già nghị luận đang lúc, một cái ông già phát giác cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh một nơi xó xỉnh, trong hình là một phiến sương mù màu máu dày đặc. Sương mù màu máu dày đặc bao phủ hết thảy, hoàn toàn không thấy được bên trong tình huống. Mơ hồ bây giờ chỉ có thể nhìn được rậm rạp chằng chịt một phiến. Mọi người mau xem, vì sao bộ kia hình ảnh không có bất kỳ biểu hiện. Lời nói rơi xuống. Lục đạo tầm mắt hướng góc cái đó hình ảnh bắn tới. Ừ, hình ảnh này lại bị che đậy, chúng ta thuật pháp đều không cách nào khám xét. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ có người thực lực ở trên chúng ta? Có người kinh hô thành tiếng. Dẫu sao bọn họ bày thiên la địa võng có thể giám thị huyết linh bí cảnh hết thảy. Nhưng là hết thảy trước mắt giống như bị một cổ lực lượng vô hình che giấu, bọn họ căn bản không cách nào khám xét bên trong chuyện gì xảy ra. Chân thực quá quỷ dị. Cái đó tóc bạc mặt hồng hào ông già cũng là chú ý tới hình ảnh, trầm tư chốc lát, mở miệng nói, thực lực ở trên chúng ta. Tuyệt không thể nào, bất quá là bao phủ sương mù màu máu dày đặc mà thôi, chẳng qua ta đem vẹt ra. Dứt lời, tóc bạc mặt hồng hào ông già đưa tay ra, một giọt máu tươi bức ra. Máu tươi không ngừng lan ra, quỷ dị diêm dúa. Cuối cùng lại là đụng vào hình ảnh trên. Trong hình tựa như hình thành một đôi bàn tay, muốn vẹt ra sương mù màu máu dày đặc. Cho ta mở ra. Tóc bạc mặt hồng hào ông già một tiếng giống giận, bàn tay bỗng nhiên phát lực. Một cổ vô hình trở ngại trực tiếp phá vỡ. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Mơ hồ bây giờ có thể thấy một người thanh niên đang ngồi ở một đầu hung thú trên. Mà giờ khắc này, Diệp Thần và Tiểu Hoàng tự nhiên phát giác bầu trời tiếng động lạ. Tiểu Hoàng hơi biến sắc mặt. Ngưng mắt nhìn bầu trời bàn tay, chờ một chút, có cường giả muốn vẹt ra sương mù dày đặc, phát hiện chúng ta. Nếu như không ngăn cản, tung tích của chúng ta sắp bại lộ. Diệp Thần cũng là ngẩng đầu lên, chú ý tới vậy hai bàn tay, hắn có thể cảm giác được một cổ cao nhất uy áp bao phủ tới. Cái này cảm giác uy áp cực kỳ cường thế. Xem ra, hẳn là huyết linh tộc những người đó, một khi bại lộ tung tích, hậu quả tất nhiên nguy hiểm. Diệp Thần cố nhiên muốn gặp đám người này, nhưng là hắn rất rõ ràng, bây giờ nếu như đối mặt huyết linh tộc, không có quá nhiều phần thắng. Huống chi, hắn đối với nơi này không được rõ, mà huyết linh tộc 6 người kia, từ nơi này bí cảnh ra đời ban đầu liền tồn tại, mượn địa thế giết người, quá đơn giản. Tiểu Hoàng truyền tới giống giận trầm thấp, con người màu đỏ bắn ra một đạo ánh sáng. Làm ánh sáng chạm được vậy trên bầu trời bàn tay, nhưng không có một chút phản ứng. Tiểu Hoàng thất lạc nhìn về phía Diệp Thần, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, ta không cách nào dung chuyển. Muốn ngăn cản đối phương, phải càng lực lượng mạnh.
Diệp Thần nghe được câu này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bây giờ duy nhất có thể mượn lực lượng. Hoặc là chính là Viên lão cho hắn một giọt máu tươi lực, hoặc là chính là luân hồi mộ địa. Không do dự nữa, Diệp Thần ngón tay điểm tại mi tâm trên, ngay tức thì máu tươi trôi lơ lửng ra, máu tươi bên trong hàm chứa vô cùng lực lượng mạnh. Diệp Thần mới vừa dự định dẫn động máu tươi, luân hồi mộ địa lại truyền tới một đạo thô bạo song tuyệt thanh âm. Giao cho ta, là huyết thất dạ thanh âm. Diệp Thần vội vàng đem Viên lão máu tươi lần nữa thu hồi, một giây kế tiếp, hắn chính là cảm giác được trong thân thể lao ra một đạo tia máu. Tia máu dần dần hóa là một cái máu đỏ bàn tay. Năm ngón tay bỗng nhiên cầm. Sau đó, một quyền hung hãn hướng biến dạng sương mù màu máu dày đặc bàn tay đập tới. Chỉ riêng một quyền này, để cho Sơn Hà chấn động, toàn bộ huyết linh bí cảnh tựa như cũng nghênh đón một tràng động đất. Trên bầu trời vậy hai bàn tay trực tiếp văng tung tóe, lại là hóa là mảnh vỡ. Chính là con kiến hôi, bò trở lại cho ta. Có vài người không phải các ngươi có thể rình rập, như lần sau lại để cho ta huyết thất dạ thấy được, ta định trực tiếp để cho các ngươi thần hồn tiêu diệt, không chết không thôi. Lời nói lạnh như băng ở toàn bộ huyết linh bí cảnh trong vang khắp, thật lâu không ngừng. Mà bên trong thạch thất vị kia tóc bạc mặt hồng hào ông già trong mắt nhưng là xuất hiện một màn sâu đậm khiếp sợ. Phốc, một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra, cả người không cường thế đi nữa, thậm chí yếu ớt mấy phần. Lão La, còn lại năm vị trưởng lão kinh hô thành tiếng, bọn họ nhưng mà biết Lão La thực lực, ở bọn họ 6 người bên trong đủ xếp thứ 2, nhưng chính là như vậy tồn tại, lại bị thương. Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Lão La, ngươi tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Một viên đan dược trực tiếp bị Lão La ăn vào, Lão La lúc này mới dễ chịu hơn mấy phần. Hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Trên mặt vẻ nổi nóng quá mức rõ ràng, thậm chí trên cổ gân xanh cũng là bạo khởi. Hắn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, gần từng chữ, sương mù màu máu dày đặc trong có người cưỡng ép đem ta đuổi. Người này thực lực rất mạnh, ta thậm chí từ trên người hắn cảm thấy một tia quen thuộc mà vừa nguy hiểm cảm giác. Hắn nói mình là huyết thất dạ, vì sao danh tự này như vậy quen thuộc, giống như từng nghe nói qua vậy. Mọi người nghe được huyết thất dạ cái này ba chữ. Cũng là cho mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một cái ông già nghĩ tới điều gì, kinh hô thành tiếng, Lão La, người nói huyết thất dạ có phải hay không là thời đại thượng cổ vị kia? Một quyền có thể văng tung tóe ngân hà cái đó. Không đúng, tên này hẳn bị những tên kia vây hãm ở nơi đó, chung cả đời, cũng không thể đi ra. Lời này vừa nói ra, Lão La nhưng là lâm vào yên lặng. Huyết thất dạ, cái này ba chữ đại biểu cái gì? Hắn so người bất kỳ đều biết. Nhưng là tên này căn bản không có thể từ chỗ đó đi ra, càng không cần phải nói đối với tự mình ra tay. Vậy xuất thủ lại là ai? Chẳng lẽ là huyết thất dạ ở lại Côn Lôn hư một đạo thần niệm? Đây là duy nhất có thể giải thích tồn tại. Suy tính mấy giây, Lão La đứng dậy, Lão Phương, Lão Vân, vậy sương mù màu máu dày đặc ngăn che hình ảnh, người có biết ở nơi nào? Lão Phương nhìn một cái. Trả lời, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Bắc Lâm Sườn Núi. Được, hai người các ngươi bây giờ liền lên đường, đi Bắc Lâm Sườn Núi, bất kể như thế nào, nhất định phải hiểu rõ, rốt cuộc là ai đang đối với ta ra tay. Ta biến dạng sương mù màu máu dày đặc thời điểm, mơ hồ bây giờ phát hiện là một người thanh niên. Dọc theo con đường này thấy được bất kỳ thanh niên, giết chết không bị tội. Lão Phương và Lão Vân ý thức được chuyện nghiêm túc tính. Gật đầu liên tục, bước vào huyết linh bí cảnh, chính là tự tìm cái chết. Nhiều năm không có săn giết những phế vật này, hôm nay chúng ta liền muốn đại khai sát giới. Hai người khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Chuyện này không đơn giản như vậy, nếu quả thật đụng gặp huyết thất dạ, nhất định không nên khinh địch, còn nữa, bất kỳ tình huống gì đều cùng chúng ta liên lạc. Lão La trong lòng mơ hồ có chút lo âu. Hắn vốn cho là đây là bọn họ nhất có phần thắng một lần bí cảnh mở, bây giờ nhìn lại, cái này huyết thất dạ xuất hiện, tựa như đại biểu ác mộng mới vừa mở. Hắn trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, hắn cũng không muốn bởi vì là một cái người, hủy đi nhiều năm như vậy tâm huyết. Bắc Lâm Sườn Núi. Diệp Thần và Tiểu Hoàng cưỡi một đầu màu đen đồ sộ sư chậm rãi dừng lại.
mặc dù khởi động thú triều rất là uy phong, nhưng là động tính quá lớn, ngược lại dễ dàng bị huyết linh tộc những người đó phát hiện, cho nên tiểu hoàng hay là để cho thú triều yên lặng đi theo sau lưng, duy trì khoảng cách nhất định. Diệp thần từ màu đen đồ sộ sư lên nhảy xuống, hắn phát hiện mấy cổ thi thể vô cùng tươi. Cả người trên dưới có chừng mấy đạo vết kiếm. Hẳn là người là huyết linh tộc những người đó tự nhiên không thể nào như vậy phí sức giết người, xem ra là Côn Lôn hư người tu luyện nơi là. Nơi đây không có bất kỳ quy tắc nào khác, sống chết không để ý, phỏng đoán có vài người lâm vào là những cái kia Côn Lôn hư thiên tài phát tiết công cụ. Cướp đoạt bảo bối, làm nhục thiếu nữ. Diệp thần dọc theo con đường này, thấy được quá nhiều thi thể. Được rồi, tiếp tục lên đường đi, những cái kia giết người người cách chúng ta không xa. Diệp thần mới vừa dự định nhảy lên màu đen đồ sộ sư, dư quang đột nhiên chú ý tới cái gì, hắn chợt hướng lâm tử chỗ sâu đi. Một cây trên cây lớn, đang dựa vào một người đàn ông tử. Nam tử ngực có một cái to lớn lỗ máu, huyết dịch sắp lưu quang. Chỉ có một tia sức sống. Đây không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là cái này sắp chết người đàn ông, Diệp thần biết. Mạc gia một vị thanh niên cường giả. Diệp thần không quan tâm người Mạc gia sống chết, nhưng là mình thuộc hạ Diệp Lăng Thiên có thể ở trong đó. Nếu như Mạc gia xảy ra chuyện, Diệp Lăng Thiên tuyệt đối nguy hiểm. Không để ý tới hết thảy, Diệp thần trong tay sử dụng ngân châm trực tiếp bắn đi ra ngoài. Vững vàng rơi vào thanh niên trên mình. Đồng thời, Diệp thần ngón tay bắt pháp quyết, lấy linh phù và trận pháp chi đạo, phong bế cái đó ngực lỗ máu. Một viên đan dược trực tiếp đút vào, thanh niên gương mặt tái nhợt cuối cùng hồng nhuận mấy phần. Diệp thần duy nhất có thể làm liền để cho đối phương hồi quang phản chiếu một ít thời gian. Thanh niên mở mắt ra, khi thấy Diệp thần, hắn còn ngươi nghi ngờ, ngươi là. Diệp thần trực tiếp tháo xuống mặt nạ. Mở miệng nói, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Thiên bây giờ nơi ở nơi nào? Thanh niên kia phát hiện trước mặt người đàn ông lại là Diệp thần, con người có giúp một cái, tựa như gặp được cái gì cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần không phải là bị Hàn Đạo Sơn và tất cả thế lực phong sát liền sao? Hắn làm sao tiến vào huyết linh bí cảnh? Ta hỏi ngươi nói, mau trả lời. Diệp thần hấp tấp nói. Thanh niên cái này mới phản ứng được, hơi biến sắc mặt, Diệp tiên sinh, mau, đi nhanh cứu tiểu thư, những cái kia xúc sinh vì ham muốn cá nhân, lại. Lời còn chưa nói hết, thanh niên trên mình chỉ có một tia toàn bộ sinh cơ biến mất. Ở đối phương trước khi chết, ngón tay phương hướng lại không có bất kỳ biến hóa. Mặt tây chỗ sâu, nhàn nhạt máu tanh chi vị tấn công tới. Tiểu hoàng nhìn lướt qua thanh niên ngón tay phương hướng. Mở miệng nói, đám nhân loại này, huyết linh bí cảnh bản thân chính là đối kháng huyết linh tộc, bây giờ nhưng là trước giết lẫn nhau. Thật thật đáng buồn. Diệp thần nhìn một cái chỗ sâu, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lợi ích che đậy đám người này cặp mắt, ở đó chút cái gọi là tông môn thiên tài trước mặt, chỉ cần có thể để cho thực lực tiến hơn một bước, bọn họ có thể không từ thủ đoạn nào. Đi. Một người một thú ngay tức thì hướng mặt tây chỗ sâu đi. Diệp thần không biết Diệp Lăng Thiên có bị thương không, nếu là hắn muốn Diệp Lăng Thiên tiến vào nơi này, Diệp Lăng Thiên an toàn, hắn tự nhiên muốn bảo đảm. Huyết linh bí cảnh, mặt tây chỗ sâu. Khắp nơi phơi thây. Máu chảy thành sông. Vô số thi thể đống triệt trên, ngồi một cái thanh niên tóc dài. Thanh niên trong tay cầm một chi sáo ngọc, giữa eo cõng một thanh trường kiếm, đang thổi một bài xào sạc bài hát. Hắn đứng phía sau hai người. Thân thể cực kỳ to lớn, trên mình tản ra cực kỳ ưu việt hơi thở. Hai cái to lớn người đàn ông nhìn về phía thanh niên tóc dài, cung kính nói, thiếu gia, còn lại người rời đi nên làm cái gì? Thanh niên tóc dài không để ý đến, như cũ thổi cây sáo. Cho đến một khúc cuối cùng, mới mở miệng nói, trừ một ít đối với chúng ta có giá trị người trở ra, toàn bộ chém chết. Đám người kia còn muốn đối kháng huyết linh tộc, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Huyết linh tộc ở địa phương đó, bất kể là linh khí vẫn là võ học đều mạnh hơn tại Côn Lôn hư, thời đại thượng cổ hiểm thắng, chẳng qua là tình cờ mà thôi. Sau đó, Côn Lôn hư tuyệt đối không thể nào ra đời có thể dung chuyển huyết linh tộc đại năng. Chúng ta hoàng gia đã sớm ở thời đại thượng cổ liền cùng huyết linh tộc liên quan, lại là lấy được huyết linh tộc cao nhất linh bảo và võ học,
chúng ta phải làm chẳng qua là ngăn cản vậy trong 1% có thể. Có thể sinh ra uy hiếp vậy cứ như vậy mấy người, một khi những người này chết ở huyết linh bí cảnh, phỏng đoán 1 năm rưỡi sau đó, Côn Lôn Hư những con kiến hôi này sẽ buông tha chống cự. Thanh niên tóc dài khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười lạnh như băng. Thanh niên tóc dài tên là Hoàng Linh Thừa, là thượng cổ hoàng gia một vị nhân vật thiên tài. Thượng cổ hoàng gia cố nhiên là gia tộc cao cấp một trong, nhưng là cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, cơ hồ không cùng những gia tộc khác có quá nhiều trao đổi. Lần này cũng là bị Hàn gia mời, tiến vào huyết linh bí cảnh, chung nhau đối kháng huyết linh tộc. Nhưng là cả Côn Lôn Hư cũng không biết, xa ở thời đại thượng cổ, huyết linh tộc có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Côn Lôn Hư, chính là bởi vì có hoàng gia trợ lực. Hoàng gia từ trình độ nào đó, có thể đại biểu huyết linh tộc. Chẳng qua là người biết cái bí mật này, đều chết hết. Thiếu gia, vậy Mạc gia thiếu nữ đã mất đi tung tích, chúng ta nên như thế nào tìm? To lớn người làm nói. Hoàng Linh Thừa ánh mắt đông lại một cái, cười lạnh nói, vậy Mạc gia tiểu tiện nhân truyền tống tới đây thời điểm, đã cùng hắn ca ca tách ra, phỏng đoán nàng bước kế tiếp chính là tìm Mạc Như Gió. Chúng ta muốn đuổi ở bọn họ hội hợp trước bắt lại tiện nhân kia, còn như tiểu tiện nhân này tung tích, ha ha, đừng quên đây chính là huyết linh bí cảnh, có huyết linh tộc cho chúng ta hoàng gia bí thuật, tiện nhân kia còn muốn chạy trốn ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Lời nói rơi xuống, Hoàng Linh Thừa đột nhiên đưa tay ra, một bản màu vàng nhạt lá bùa xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn ý niệm động một cái, lá bùa trực tiếp đốt đốt, một đoàn ngọn lửa trực tiếp hóa là một cái linh điểu, hướng một cái phương hướng bay đi. Đi thôi, Mạc gia tiện nhân và người thanh niên kia đều bị tổn thương, không đi được quá xa. Ba đạo thân ảnh ngay tức thì hướng bên trong lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. 1000 mét ra ngoài, Diệp Lăng Thiên đỡ Mạc Ninh chậm rãi tựa vào dưới một cây. Mạc Ninh bụng không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương rất nặng. Mà Diệp Lăng Thiên cũng có chút chật vật, trên mình từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Mới vừa rồi nếu như không phải là Mạc gia cường giả kéo những người đó, hắn hai người chúng ta tuyệt đối sẽ giao phó ở nơi đó. Mấu chốt ai cũng không nghĩ ra, Côn Lôn Hư hoàng gia sẽ đối với bọn họ đột nhiên ra tay. Mạc Ninh uống một viên đan dược, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nói, Diệp Lăng Thiên, ngươi đi trước đi, ngươi thân phận vốn là và ta Mạc gia không liên quan, mới vừa rồi những người đó rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta Mạc gia tới. Ngươi rời đi bây giờ, tìm một chỗ tránh 1 tháng, đến lúc đó liền có thể thấy ngươi điện chủ Diệp Thần. Ta bây giờ đi không nổi, những người đó vũ khí lên đều có nhất định độc tính, ta cảm giác đan điền đều bị phong bế. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái chung quanh, lắc đầu một cái, Mạc tiểu thư, ta Diệp Lăng Thiên mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng là có chút đạo lý vẫn hiểu, nếu như ở chỗ này bỏ lại Mạc tiểu thư, cũng không phối làm một người đàn ông. Hơn nữa nếu như điện chủ vậy tiến vào nơi này, tất nhiên vậy sẽ ra tay trợ giúp Mạc tiểu thư. Ta bây giờ có thể làm, chính là đem hết khả năng mang Mạc tiểu thư rời đi. Mạc Ninh nghe được điện chủ cái này 2 chữ, trong đầu phù qua một đạo thân ảnh. Chợt thở dài một hơi, là Mạc gia cha Diệp Thần, nàng mặc dù đem hết khả năng muốn giúp Diệp Thần, nhưng là lại không có tư cách. Đáng tiếc nàng không thể đại biểu Mạc gia. Nàng đối với Diệp Thần chỉ có tiếc nuối. Bất quá Diệp Thần không có đi vào mới là lựa chọn chính xác nhất, nàng mơ hồ cảm giác được lần này huyết linh bí cảnh có chút thay đổi. Sợ rằng lần này, 1 tháng sau có thể đi ra người ít chi lại càng ít. Mạc tiểu thư, thời gian xong hết rồi, chúng ta chạy nhanh đi, ta không hiểu y thuật, nhưng là tiến vào huyết linh bí cảnh những người khác hẳn hiểu, dưới mắt phải mau sớm và Mạc ra những người khác gặp mặt. Diệp Lăng Thiên trong mắt có chút do dự. Hắn nhìn chung quanh thần sắc cực kỳ lạnh như băng. Mạc Ninh gật đầu một cái, ta có thể cảm giác được ca ca ta tung tích, đại khái ở hướng đông nam, đi thôi. Được. Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh hai người mới vừa dự định rời đi, một cái ngọn lửa linh điểu chậm rãi hạ xuống. Sau đó một đạo thanh âm đạm mạc trực tiếp từ bên cạnh hai người vang lên, hai người các ngươi gấp như vậy trước đi, chẳng lẽ là chuẩn bị chạy tới đường suối vàng. Nghe được cái này đột nhiên nổi lên thanh âm, hai người thân thể ngẩn ra, thậm chí sắc mặt có chút tái nhợt. Mạc Ninh nhìn xuất hiện trước mặt thanh niên tóc dài cùng với to lớn hai người, khẽ cắn môi đỏ mọng, đối với Diệp Lăng Thiên nói, Diệp Lăng Thiên,
Người đi trước, đi tìm anh ta ca. Diệp Lăng Thiên không có ra tay, mà là sử dụng một thanh trường kiếm, mệt mỏi thân thể để cho hắn nắm thật chặt trường kiếm. Một bước bước ra, một đám hạng người xấu, cái này huyết linh bí cảnh nhiều như vậy cơ duyên, vì sao phải nhìn chằm chằm chúng ta không buông? Các ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm? Hoàng Linh thừa tay cầm sáo ngọc, tựa vào một cây trên cây lớn, cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách chất vấn ta? Vẫn là nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi những cái kia tu vi, có thể ngăn trở chúng ta. Hoàng Linh thừa trong giọng nói tràn đầy ngạo ý. Ở hắn xem ra, cái này hai người đã là chim trong lồng, không đáng giá một đề ra. Bất quá, ta Hoàng Linh thừa cũng không phải thừa dịp người gặp nguy người, chỉ cần ngươi quỳ xuống, cầm ta trên chân giày liếm sạch, sau đó sẽ học mấy câu chó sủa, ta nói không chừng sẽ đại phát tử bi, tha ngươi vậy nói không chừng. Diệp Lăng Thiên nổi nóng vạn phần, trên mình sát khí ầm ầm bùng nổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.